Rồi, bữa trước mình học tới đâu rồi? Nhân, nhân này, bữa trước học tới đâu rồi? Nhớ Trước học xong phần mấy cái mà Sao tờ mình dữ đã liệu nghe tiếng gì hết trơn? Các em kiểm tra lại được nghe tiếng không? Nhân nói thử nhân mình có nghe tiếng không? Sao mình không nghe? trước học xong phần chương 7 cái này, học mấy phần Mình mất tiếng sao? em nói không nghe là thầy. Bạn nói thử mình có nghe tiếng không? Sao mình không thấy tiếng gì hết trơn vậy? Mở sao đi em, tắt tự nhiên tiếng Tính tiền họ mua nhiều thì thích. có mà. Rồi sau đây bạn nào đã nói lại thử mình nghe được không? Xong mất tiếng. Dạ alo ạ. À rồi, thì rồi, rồi. Sau đây nãy giờ mình bị mất tiếng. Bữa trước học tới đâu rồi Nhân à? Nhân nói lại, nãy không nghe được Nhân nói. Đã thêm bữa học tới mấy biểu thức toán học rồi này, cái kiểu dữ liệu với lại học mấy cái để fix lỗi rồi này, fix lỗi qua cái lỗi cái gì, lỗi logic với lỗi lỗi gì đó. Không bao dọn lỗi. Lỗi biên dịch đúng không? Lỗi runtime đúng không? Lỗi thời gian chạy á. Rồi lỗi logic nữa không? Logic là cái khó khó dò là nhất đúng không? Mình viết sai logic rồi đó, nó không, nó nhân ra không thông báo mình lỗi trên, nhưng mà ra kết quả không đúng không? Rồi, chỉ cho em cách để bức cách truy tìm ra nguồn gốc rồi đúng không? Rồi. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục cái phần tiếp theo. Mình sẽ lần trước là mình đọc tới phần đó là chương số 7 rồi đúng không? Chương số 7 rồi. Để mình xem màn hình nhé. Phần đó là học tới chương 7 rồi, hôm nay mình làm phần chương tiếp theo là chương số 8 nhé. Bắt đầu hôm nay mình sẽ gắn đi luôn 8, 9, 10 luôn, ba chương cho nó cover hết phần ấy luôn. Có cái phần số 2 là cái phần kỹ năng cơ bản. Để qua phần sau mình còn hai phần liên quan tới hướng đối tượng, hai phần quan trọng là hướng đối tượng này. Cái gì này, reward thì có dính tới DB gì đó. Còn phần số 4 là một số kỹ năng thêm, mình sẽ nó lướt nhanh thật. Rồi, bây giờ mình sẽ nói qua cái khối lệnh điều khiển trước trước đó. Ngôn ngữ nào nó có mấy khối lệnh điều khiển, hoặc các em lập trình C cộng cộng có những khối lệnh điều khiển rồi đúng không? If else rồi while do while rồi seek k gì đó, thì mình sẽ lướt qua những cái khối lệnh điều khiển tướng trong Java nhé. Lướt qua coi cái nào nó giống, cái nào nó khác. Có những cái lưu ý gì? Cái này tài liệu học thì các em lấy trên này. Trong trên tim trong slide mình có để đấy nhé, à nhầm nhầm nhóm rồi, nhóm mình là nhóm Java cơ bản. Các dùng sách cũng được nhé, còn các dùng slide thì nói cái này. Bản này là có copy test được. Bản này không có copy test được, nhưng mà có notes nhé. Rồi. Hôm nay mình học sẽ học 3 chương luôn. 7, 8, 9 luôn.
À, 7 rồi đúng không? 8, 9, 10 rồi. Giờ mình sẽ lướt sơ qua cam mở mấy cái bài tập của trong từng chương ra nhé. Ví dụ chương 8 nó có hai bài này, chương 8 gì đó, Future Voice đó. Rồi các em chạy từng chương nhé, các em chạy từng chương đó này, chạy từng bài thử. Trong quá trình học tới đoạn nào thì mình sẽ mở cái chương đó là mình chạy thử. Rồi mình sẽ hướng dẫn các em cách viết lại một cái thôi, là một cái thôi. Còn những cái khác thì tương tự thì các em tự tự làm tự chạy nhé. Mình sẽ đã tạo được cái dự án giống như họ như này. Còn cơ bản là mình sẽ nói bằng lý thuyết để các em hiểu trước cửa những cái khái niệm căn bản thôi. Rồi. Bây giờ làm việc với các cái khối lệnh điều khiển trước thì mình sẽ lần lượt đi qua giới thiệu. Mấy cái điều khiển này nó phải dựa vào cái biểu thức điều khiển đúng không? Mình phải lướt qua qua biểu thức điều khiển trong phía Java nó khác gì với C cộng C. Rồi sau đó tới từng cái khối lệnh điều khiển, khối XL và switch như thế nào, khối loop như thế nào, các vòng lặp đâu, lặp thì có số lặp là while này, do while này, rồi for này, có một là for x nữa nhé, trong Java có một là for x nữa. Khác so với thôi. Rồi nó khối try catch đó, try catch là để xử lý mọi lệ lỗi á. Từ trước mình chạy mình có ba cái số thực gì đó, mình nhập số cloud vô nó ra exception ra lỗi đó. Trước mình giới thiệu về cái máy đợi lỗi nó có cái lỗi gì, lỗi biên dịch đúng không? Biên dịch là nó cảnh báo ngay lúc biên dịch liền đúng không? Còn lỗi real time ấy thì khi chạy tới trường hợp mà đặc biệt đó mới xảy ra lỗi đúng không? Rồi thì mình sẽ xử lý trường hợp nó cái lỗi real time đó nào, mình mới có lần try catch và sau cùng họ tổng hợp lại thành một ứng dụng future value và ứng dụng hết mấy cái tấm đóng nãy giờ mình review lại. Cam chạy trước cho mình hai cái ứng dụng nhé, cái này nè, trình bày lại mấy cái ứng dụng từ bữa trước tới giờ thôi mà và mỗi phần thì họ viết lại thêm một kiểu hoặc trình bày nó liên quan hơn tới cái phần lý thuyết mình trình bày lại. Ví dụ cái chương 7 cái future value này còn là liên quan tới mấy khối lệnh điều khiển vậy chạy lên nó không dùng là quá quen đúng không, nhập cái số tiền mình gửi hàng tháng ví dụ 100 trăm nghìn gì đấy đúng không, lãi suất 10% này 5 năm thì số tiền sau đó mình là bao nhiêu, 7 triệu mấy luôn, tính năng nó hệt như cũ không có gì khác, chỉ là cách viết viết lại để làm sao minh họa được mấy cái thuyết trong từng bài thôi. Chương 8 cũng tương tự như vậy, kim voi tái nhiều voi được như vậy. Tái nhiều voi thì nó làm cái khác, tái nhiều voi này thì tùy vào loại khách hàng royal hay là gì đó, khách hàng loại thường hay là bình loại kim cương gì đấy thì mình sẽ nhập vô cái tài khách hàng, với mỗi tài như vậy thì hóa đơn nó sẽ giảm bao nhiêu phần trăm. Đây người ta minh họa có lệnh if tới từng đoạn đó mình sẽ giới thiệu nhé. Ví dụ nhập 300 nghìn vậy, 200 đúng không? Thì nó gì đây? Nó giảm 10% đúng không? Đây sử dụng tới cái có lệnh if lần nhau đó. Rồi, lần lượt cái product list này nó mình sẽ đi giới thiệu từng chương còn đó mình giới thiệu sau nhé. Giờ game mở trước hai cái chương 8, hai cái ví dụ chương 8 mình chạy lên là biết kết quả đầu ra mình hôm nay cái phần này mình sẽ làm ra gì như thế nào. Rồi mình sẽ giới thiệu hướng dẫn cho em nó làm lại một trong hai cái này. Rồi trước khi đi qua tới thực hành ấy thì mình nói lý thuyết đi. Review lại bên phía Java thì cái biểu thức điều khiển nó khác gì so với các cái bên phía C cộng cộng nhé. Nói về tới các khối lệnh điều khiển cho chúng ta dùng biểu thức điều khiển nhé. Khi nào đúng điều khiển đó thì nó chạy, không đúng điều khiển đó thì nó không chạy. Đó, đúng điều khiển nó lập, không đúng điều khiển đó nó không lập. Đấy là cái biểu thức điều khiển là cái đầu vào cho những cái khối lệnh điều khiển này. Thì biểu thức điều khiển ở trong Java nó có mấy cái tổng tử như thế này, đành mấy cái tổng tử quan hệ nhé, sẵn nhé. Đây là đối với mình việc so sánh những cái dữ liệu cơ bản nhé. Chú ý có này, có lưu ý có điểm đặc biệt, mấy dữ liệu cơ bản của Java như dữ liệu số
kiểu gì đấy, kiểu số thực, số nguyên, kiểu ký tự, kiểu đó gì đấy, những dữ liệu nguyên thủy đó cơ bản ấy thì dùng thích toán này được nhé. Còn những cái dữ liệu kiểu đối tượng thì coi chừng cẩn thận nhé, đối tượng cẩn thận nhé, không dùng được đi phân tử này, một số chỗ dùng được, một số chỗ không dùng được. Ví dụ so sánh hai đối tượng mà bằng nhau làm sao biết được nó bằng? Bằng A bằng B làm sao biết được bằng A bằng B? Như thế nào gọi là bằng? Thì nó khác, đối tượng nó khác. Nên cái phần này là mình đã gặp tới những cái dữ liệu cơ bản, kiểu số nghiêm, số thực này, kiểu double gì đấy đúng không? Long chart rồi, cha rồi. Thì mấy cái toán này là cái toán giống hệt như C cộng cộng, có cái toán bằng này, hai dấu và đúng không? Hai dấu bằng đúng không? Sau này mới có những môn dùng ba dấu bằng nha, ví dụ như JavaScript là dùng ba dấu bằng nha, cùng kiểu này luôn. Nhưng mà đây ngôn ngữ có định kiểu là dùng hai dấu bằng. Rồi không bằng này, nó thì chứ không phải là hai dấu lớn nhỏ đâu nha, nó được ra coi cũng thành nhầm ngôn ngữ khác. Anywhere là không bằng nhau. Rồi đây, unique. Rồi lớn hơn, nhỏ hơn, lớn hơn bằng, nhỏ hơn bằng. Những tố từ cơ bản thì nó giống như bên C cộng cộng. Chắc là mấy cái này để các em có mảng nguồn demo thì mình tạo luôn cái dự án này, tạo luôn dự án để em thích demo đoạn nào thì em copy em bắt demo đoạn đó qua em demo mình kết quả ra này. Ví dụ mình làm sẵn cho xét nữa cái future value luôn đi. Nó có hai gói gì đấy, UI với lại calculator đúng không? Đây, mình sẽ làm bắt chước cái gói UI của họ này, cái main nào, cái hàm main nó nằm trong này đúng không? Đây, mình lấy tên gói nhé. Mình tạo ứng dụng mới cái tên là chương 8 đúng không? C CH8 future value demo này. Em làm theo nhé, new nhé. Đây còn được còn không, tạo đi dán là được, là như nhau. Mình đang làm với Java Application nhé, chọn Java giống trong sách nhé, nét này. Rồi chọn nơi lưu rồi đấy, 8 đúng rồi. Cái tên gói đây mình đặt đặt giống họ luôn nhé, để nó tạo gói giống mình luôn. Rồi nãy mình đặt cái tên gì quên rồi. Không mới cần đổi tên UI. Cái main của nó đây đặt tên giống họ luôn nhé, để khỏi mất công. Cái này không có cần sửa tầm file được chưa? Rồi giống họ chưa? Cái nick nhé. Giờ chạy lên nó không ra gì đó, trong main mình đâu có làm gì đâu, các muốn thử mấy cái giá trị này tôi quên con thì chắc in test và thử thôi, thử demo thôi, mua thôi nha, xíu nữa mình làm lại ví dụ họ là xóa não buồn đi. Đây là so sánh gì đây, đây là so sánh số thực có bằng này không đúng không, đây là kiểu dữ liệu cơ bản ấy đi qua không, các muốn thử thì các em cứ chạy test thôi, con so log ra. Thử cái nào thì mình test cái nào không sao. Sorry. Tiếng Việt. System out, sorry em, nhập với môn Java xíu.
Có cái từ gì đặc biệt này? Rồi, khai báo ra đây. Biến bộ link đi rồi trong này cần nó sao? Phát triển dữ liệu nhé. Hoặc là tiếp cũng được. Tiếp thì nè. Biến này chưa khai báo nhé. Rồi. Hệ thức điều khiển này. Rồi, chạy thử nó cái vô nào nhé. Nó có chữ gì đặc biệt này? Này copy ra chủ nhiệm viện rồi chịu khó nha, gõ nha, đừng copy nha, nhưng không thì nó không ra đúng không, nhưng mà nếu chỗ đây mình để 2.3 thì đó là so sánh điều kiện này. Nó in ra đúng không, 2.3 bằng không biết cao 2.3 rồi, nên đã là để các em thử một số biểu thức điều kiện thôi. Nói cái này đơn giản thì các em tự làm nhé, mình không demo này nhé. Giờ mình chỉ nói lý thuyết cho này thôi, kiểm tra nó bằng không bằng thôi. Thì đây là gì đây? So sánh một cái biến đúng không? So sánh một biến với lại một cái hàng literal là một hàng 2.3 ấy, đúng không? Ví dụ hoặc là so sánh biến gì đó, biến nguyên nó bằng cái chữ cái vậy, đúng không? Biến là biến kiểu character bằng cái chữ y đó, có đúng là chữ y không? Rồi so sánh y valid gì đó bằng true đó, đây là cũng hàng hàng true hàng false đúng không? Là so sánh gì đây? Subtotal khác không, đó là so sánh với hàng này. Hàng số này, đây là lớn hơn bằng một cái hàng số này, đây là nhỏ hơn một bằng. Có là trước đó biến mol nhà bằng 5 bằng 7 gì đó, y bằng 5 bằng 2 gì đó, y kết quả của biểu thức này đúng hay sai là tùy thuộc vào giá trị hai thằng trên đúng không? Rồi lớn bằng 500, nhỏ bằng 500, một số cách viết đúng không? Giống hệt trong C cộng cộng đúng không? Trong trường hợp mà cái biến này có kiểu boolean ấy, biến y valid mà kiểu boolean ấy, thì thay vì mình viết y valid bằng 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 true đúng không? Mình viết ra nó bằng true hay không thì mình viết y valid như này không, nó cũng hiểu tương đương với y valid bằng bằng true. Hoặc là not invalid này nó cũng tương đương với là invalid không bằng true hay là invalid bằng bằng false, hai cái này ba cái đó nó có giá trị như nhau, ba cái biến nó cùng cùng một cái cho cùng kết quả. Rồi đây là những cái biểu thức những cái biểu thức quan hệ nhé, biểu thức quan hệ lớn hơn nhỏ hơn gì đó bằng gì not gì đó. Còn như đây là gì, đây là biểu thức logic, đây là biểu thức logic. Logic là phải kết hợp giữa hai nhánh logic lại với nhau ấy. Có thể subtotal not bằng không và gì đó dia lớn hơn không, mình kết hợp nhiều cái biểu thức boolean lại, nhiều cái biểu thức boolean này, tạm gọi là biểu thức boolean này. Đây là biểu thức luận lý ấy. Trong tiếng Việt mình gọi biểu thức luận lý, nhiều biểu thức luận lý lấy mình kết hợp nhiều điều kiện lại với nhau thì mình dùng những cái toán tử logic này lại và hạt hạt gì đó đó. Đây là phép hòa, đây là phép hạt.
hay là thấp not, ví dụ ở đây sức chốt trồ lớn hơn 520 và vài đấy điều kiện cộng hai điều kiện lại. Em có thể thử đặt hai biến này bỏ hai giá trị đâu trên đó, dưới này em in ra kiểm tra điều kiện này đúng thì em in ra thì nó sẽ ra được kết quả đúng hay sai cho em. Các em tự tự test trên này nhé, test trên này nhé, tự tạo dự án như thế này rồi tự test thử, xíu nữa mình sẽ xóa đoạn mấy đoạn test ra đi, mình làm lại dự án giống như họ. Rồi tiếp theo làm gì đây? Đấy là cơ bản cái đầu vào cho cái những cái khối lệnh điều khiển ấy. Thì nó có các cái toán tử so sánh đúng không? Toán tử quan hệ. Và cái đây. Và cái gì nữa? Các cái toán tử logic, toán tử AND OR NOT. Rồi. Đây là một trong số biểu thức nãy mình có demo cho các em xem cái biểu thức gì đây đúng không? Biểu thức if rồi đúng không? Đầu vào của biểu thức if là gì đây? Giống hệt trong C cộng cộng. Là một biểu thức boolean expression đúng không? Biểu thức boolean này. Sau biểu thức if mình sẽ đóng mở này, gì đây. Trong trường hợp mà cái có nhiều câu lệnh phức tạp ra thì mình có thể mở và đóng mở đóng ngặt nhọn này câu lệnh. Em mở đóng ngặt nhọn đây, em viết chấm phẩy nhiều câu lệnh chấm phẩy viết liên tục một dòng cũng được, em xuống dòng cũng được. Xuống dòng cũng được, không có vấn đề gì, không sao, cách nào cũng được, nhưng mà trong coding của Python thường hãy xuống dòng một phát để mất câu lệnh dưới cho nó nhìn dễ dễ nhìn. Nếu một câu lệnh thôi thì thậm chí một câu lệnh thôi thì bỏ cái đoạn dấu đây thôi, phía sau làm được. Bỏ hay dấu cái khối bọc đóng mở ngặt nhọn được. Rồi. Còn đến đây là gì? Mà viết giản ngữ nhé. Nếu mà có nó có thể có nhiều khối L như thế này nhé. L if. Nếu điều kiện này đúng thì kiểm tra tiếp điều kiện này. Đây là khối L cuối cùng có thể có hay không có luôn nhé. Ví dụ đây họ kiểm tra này. Họ cho discount percent bằng 0.5 đúng không? Nếu sức tốc độ lớn hơn 0 lớn hơn 100 thì discount bằng 0.1 gì đó. No. Thì đây là biểu thức. Biểu thức đây là khối lệnh điều kiện if L này. If chứ chưa có L này. Họ tính thời discount bằng 5% này, nếu mà mua nhiều hơn 100 item thì discount bằng 0.1. Thế thì trong Java cái viết mà 0.1 em phải bỏ chữ số 0 phía trước đi được nhé, vì chữ số đó hơn không 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 có nghĩa. Nên em cần đợi dấu chấm 1 là nó hiểu bằng 0 rồi. Viết 0.1 hay là chấm 1 nó đều như nhau. Chú ý mấy cái điểm nó khác so với C cộng cộng. Thế thì thử chỗ này nhé, discount bằng 0.5 rồi. 0.5. Xin nữa mình sẽ nhập. Xin nữa mình sẽ nhập dữ liệu vô nhé. Còn bây giờ mình chơi hai biến cái biến sức tốt tồi đó mình tự hạt code nhé. Xin nữa mình sẽ nhập. Yeah. Đây là kiểu dữ liệu phía trước đó nhé. Kiểu này là kiểu gì đây? Kiểu long thì cũng được. Hay kiểu in kiểu gì đó, double gì đó cũng được. Tại vì số lượng. Gì nữa? Nếu số lượng lớn hơn 100 thì discount bằng 0.1. Thì đảo là cái discount bằng 0.1. Không cần lock ra làm gì, không cần lock nhé. Em có thể in ra chứ dưới này cũng được. Mình tí mình đỡ một câu lệnh gì đó mình này vô đây cũng được. Mình in ra con số nào thôi. Không cần nói gì cũng được. Đang 2.3 đúng không? Số lượng 250, nó nói rằng lớn hơn 250 nên nó lớn hơn 100 cho nên chỗ này nó trả lại 0.1, in ra chỗ này được không, sẽ được 0.1. 0.1 đúng không? Thì máy biểu thức khác thì các em tự làm nhé. Mình demo một vài cái thôi. Đây là mình đề if khác, mình đề if mà có dùng tới mình đề L này. Thế thì nếu bây giờ mà cái số tổng số tiền ấy mà nó bằng tổng tổng số lượng mà nó lớn hơn 100 thì họ đỡ theo 0.1, nhưng mà
Ngược lại thì nó discount mình 0.05 đúng không? Ít hơn. Bình thường chiết khấu 5%, còn nếu số lượng nhiều chiết khấu 10% gì đấy. Một cái biểu thức điều kiện khác nữa này, trong họ có nhiều cái khối điều kiện hơn nữa này. Sub gì đó total lớn hơn 100 mà nhỏ hơn 200 này thì discount 10% này. Nhỏ lớn hơn gì đó, lớn hơn 200 mà nhỏ hơn 300 nữa thì cao 0.3. Lớn hơn 300 nữa thì discount 0.3 đúng không? Còn ngược lại thì có nghĩa là nhỏ hơn 100 thì discount 0.5. Đấy là câu. Họ có nhiều khối eo, họ mình hỏi cho mình nhiều khối eo liên tục này, một khối eo, hai khối eo này. Dựa trong các khối eo là mình đóng mở cái dấu ngoặc. Thiếu dấu ngoặc nhé các em. Trong mỗi khối eo nó có nhiều con lợn thì mình nên đặt này. Còn một câu lệnh thì không cần đặt cũng được, nhưng mà nên đặt để nó câu cú pháp nó rõ ràng, biết nó trong cái khối nào, một lệnh trong khối nào. Sau này lỡ mình chèn thêm một lệnh vô nữa nó cũng không bị lỗi, chèn lệnh nữa nó vẫn nằm bọc trong cái khối giống đống mở ngành ngọn này. Người ta khuyên mình là nên đặt dấu mở ngành ngọn sau ngay sau đuôi nó này và đóng trong ngành ngọn sau đây này, để sau này lỡ làm việc chung với nhau, nhiều bạn làm chung việc chung mình mở cái mã nguồn lại, mở theo từng dòng á, thì lỡ mình có chèn cái dòng thêm một dòng gì đó vô đây thì nó vẫn nằm trong khối ít. Chứ mình để dấu ngạch xuống hàng, có khi là mình chèn phía trên dấu ngạch đó là nó lỗi. Thì có đừng có xin người ta hay đặt dấu ngạch nhọn ngay đây và trước cho em này. Rồi. Đây là một ví dụ khác nhé, trong khối eo không phải đặt một lệnh giống như nãy đâu, bây giờ trong khối eo đã đặt nhiều lệnh cho nhau này, giúp lớn hơn trăm này, discount gì đó trừ 0.1 đi, 0.1 này, và phương thức ship là bằng gì đó là US, UPS là US, UB là cái phương thức hãng vận chuyển của bên Mỹ á, dịch vụ của họ. Còn nếu mà discount số lượng ít hơn trăm thì họ vận chuyển bằng phương thức USPS và discount ít hơn này. Đây họ mình nói cho em đây, mình đặt hai lần đúng không, thì họ vẫn dùng cái cú pháp này, họ đặt dấu mặt mới nhỏ ngay sau cái đuôi tên này, heo này, heo đuôi sau đuôi nhất. Cái này tiếp theo là có lệnh gì đây, gọi là có là ít, mà nếu mà chỉ có một con lợn thì họ không cần dùng dấu mới nhọn này, cách viết khác nhau. Nhưng mà cẩn thận với cách viết này nhé, cách viết này lỡ mình chèn thêm một lần nữa vô là nó theo ấy, vô là nó theo, nó chỉ nhận là mỗi thằng này trong là ít thôi, còn thằng này kia nó tách rời. Nên cách viết này cẩn thận, cách viết này nếu một lần thì mình viết như thế này được, còn nhiều lần còn không biết như thế này được nhé. Rồi ngoài ra trong lệnh ít thì có thể lồng nhau được nữa, lồng nhau được. Ví dụ ở đây trong cái chương này họ có một cái ví dụ demo chạy ấy, là kiểm tra được khách hàng là thuộc loại là khách hàng R gì đó đâu, kiểu Royal hay là kiểu Custom gì đó đâu. Nếu mà kiểu R thì là kiểm tra tiếp, họ mua item lớn hơn 100 thì discount 20% đúng không, ít hơn thì discount 1%. Nhưng mà nếu là kiểu khác thì discount 40% luôn đó, discount nhiều hơn. Thì em thấy gì trong lần ít đây, nhớ sau đây nó mắc rồi nha, cẩn thận nhé, mắc ra mình mất nhiều lắm. Trong lệnh if đây có thể chứa một cái khối lệnh if else khác này, đây người ta gọi là nested if statement, nghĩa là khối lệnh if lồng nhau, khối này lồng trong khối kia. Và lý thuyết thì nó lồng của hạng cấp nhé, lý thuyết thì người ta muốn lồng bao nhiêu cấp cũng được. Nhưng mà trong khi mà viết chương trình thực hành ấy thì có một tùy vào trình biên dịch, có một số trình biên dịch nó như không, nhưng mà nhầm với C cũng cần Java thì tùy. Thông thường người ta sẽ giới hạn cái này không qua cách mà trong cái coding condition mà dân dev hay dùng ấy, thì thường họ sẽ không lồng nhau quá ba cấp đâu. Nhưng có những trường hợp bất gì người ta lồng ba cấp, bốn cấp, nhưng mà gần như tối đa là tám cấp hay sao, tám cấp ngồi tám cấp là không lồng nữa. Vì như vậy nó tràn ra khỏi cái sai màn hình mình, trang màn hình mình gây mình khó đọc, khó maintain.
nên người ta khuyên là con ba lần có lòng nhau thì lần lòng con ba ba cấp bốn cấp là cùng thôi, đừng có làm nhiều nhiều rất khó đọc công lý. Nếu mà nhiều quá thì cắt từng cái đoạn này ra thành một cái hàm riêng, cắt từng những đoạn này thành hàm riêng rồi bỏ vô trong này, tức là nó chỉ còn lại một một lần biết không có lòng nhau. Thì đó là cái một số cái thứ liên quan tới cái coding condition. Tương đồng với lại if, trường hợp mà if else nhiều quá thì mình có thể viết kiểu switch cho nó gọn. Switch đây có này, switch thì cũng học trong lập trình C cộng cộng rồi đúng không đấy. Switch thì gì đấy với cái biến hoặc là biểu thức vậy đúng không, biến logic hay là biểu thức biến logic cũng là một phần của trường hợp đặc biệt của biểu thức logic nhé. Nếu mà cái biểu thức đó nó có giá trị là gì đó, sorry không phải là biểu thức logic, là biểu thức bất kỳ nhé, ở đây thường là biểu thức số học ấy. Nhưng mà trong 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 C cộng cộng đó là biểu thức số học, còn trong đây thì từ từ sẽ mình nói nhé. Thì nếu trường hợp mà lên giá trị thứ nhất cái này, trường hợp nó có cái biểu thức này nó ra ra được giá trị thứ nhất ấy, thì mình sẽ thực hiện cái đóng một lệnh đây, sau đó mình được break là nó kết thúc cái trường hợp thứ nhất. Nếu mà trường hợp nó ra có giá trị thứ hai thì mình thực hiện cái đóng một lệnh này tương tự như vậy. Không có trường hợp nó không thuộc vào trường giá trị nào trong này ấy, thì thực hiện khối default nhé, nhớ cái đoạn này nhé. Mấy cái đoạn này có thể làm bài kiểm tra test được nhé, buổi sau làm kiểm tra nhé, mình sẽ test những cái đoạn này. Các em chạy switch case để nó ra được như thế nào. Trong trong C cộng cộng các em học rồi đúng không? Để mình hỏi lại thử một bạn C cộng cộng thì cái switch này dùng được với những cái kiểu dữ liệu nào? Yến, Hoàng Yến này, trong C cộng cộng, switch này dùng được với kiểu nào không? Switch case hả thầy? Switch case đấy. Dùng được với kiểu số nguyên, kiểu số thật thầy. Còn gì nữa Kiểu dữ liệu kiểu tra đồ á thầy. cha số hay là kiểu gì, cha sao dùng được Cho sao em cũng không biết cụ thể cho sao là gì nữa thầy, em chỉ không? biết tra thôi. Là sao kiểu chat là kiểu chuỗi á, còn kiểu tra là cái số, tra là một cái tự một chữ, còn kiểu tra sao Hình như chạy chạy ký tự vẫn được thôi. một cái từ hay là một chuỗi được Đoạn ngắn chuỗi được luôn à? kiểu em không biết thì em chưa thử, em mới làm thử mấy bài kiểu về ngày tháng năm á thầy. Thử thử nhé, trong Java trong C cộng cộng nó không thử được với kiểu chuỗi đâu, Dạ. nhưng mà trong Java nó lại cho phép chạy được với kiểu chuỗi, một số ngôn ngữ khác cho phép chạy với kiểu chuỗi nữa. Nên có lần switch case này có thể dùng cái chuỗi này. Đây là một cái số câu lệnh khác đâu, đây là ví dụ đâu, đây là cú pháp, đây là ví dụ khai báo này. Nếu mã sản phẩm là số 1 gì đó thì xét cái mô tả sản phẩm là gì đó đâu, số 2 gì đó. Này, thấy trong Java có không? 0, 1, 0, 3 nhé. Được đâu, Java CSS này, switch core đây, brush core đây, mã sản phẩm có thể là cái chữ được. Nó là trong C cộng cộng không có cái này nhé, không có switch nha được đâu, C cộng viết cái này nó nhân cái lỗi liền. Khác nhau trong Java với C cộng là như vậy. Nên con thằng vô đây trách nhiệm nhé, mình trách nhiệm thử đúng hay sai nhé, rất dễ sai mình trách nhiệm, chỗ nào dễ sai mình chạy trách nhiệm. Còn chỗ này là gì, trong switch case này thì nhiều trường hợp giả sử như cái giá trị đó là cái số 1, số 2, số 3, 4 gì đó thì mình đều hiển thị ra cái kết quả đây là biết đây là ngày trong tuần. Riêng số 6, 7 thì mình hiển thị đó là cái ngày cuối tuần đúng không? Thì nó sẽ so sánh lần lượt cái điều kiện này. Nếu không phải thì đặt sánh tiếp thì gần hai, so sánh tiếp không phải thì tiếp 4, 5 nhé. Đấy, nó rời vào chúng cái đấy. Chừng nào tới rất là dừng lại thôi, chừng ta rất dừng lại. Giả sử chỗ đây có lệnh rắc chỗ đây, cho nên tới khi năm rồi thì mình nhập con mình trên đây mình cho mình khai báo biến đây of tuyết là bằng ba bằng bằng năm đi. Okay. Cái viết đây viết bằng năm thì nó xuống là một không đúng, hai đúng, ba bốn năm tới năm rồi nó có đây sẽ là đây, về viết đây nó rất là ngừng, nó rất là ngừng. Còn giả sử mà không có
Không có lệnh rác đây á, không có lệnh rác đây, mình cho cái số gì đấy, cho số 7 đi cũng được. Số 7 thì nó chạy tiếp thế này nhé, 7 thì chạy xuống này, 5 không đúng đúng không, 6 chạy tiếp, 5 không đúng là nó không, không dừng này, không dừng, nó không có lệnh rác, nó nằm trong khối 5 nè, nên chạy vào tiếp khối 6 này, 6 cũng đúng, chạy tiếp thứ 7 này, tại vì trong trong 6 này không có lệnh rác. Chạy tiếp tới 7, 7 bằng beacon thì nó xếp bằng beacon xong nó break này, là ngừng này. Xin được mình sẽ nói qua câu lệnh break hoặc là continue nhé, những số câu lệnh sử dụng với môn lập hay là switch case. Đây là ví dụ, ví dụ về sử dụng cái ứng dụng là invoice application. Họ sẽ sử dụng cái gì? Sử dụng câu lệnh if lòng nhau ấy, để họ nhập vào, nhận giá trị vào này, cái kiểu khách hàng này và cái số lượng số hàng, số lượng đơn hàng, số lượng sản phẩm trong đơn hàng họ mua ấy. Rồi tính, nó tính ra discount, tính gì đó, tùy vào cái này và cái số lượng này nó sẽ tính discount bao nhiêu phần trăm đó, rồi nó nhân ra được số tiền, số tiền giảm giá đó, nó lấy số tiền trước giảm giá, nó trừ ra số tiền giảm giá ra được là số tiền phải trả gì đó, nó và nó tính tiền thuế gì đấy, mấy trăm nó tính in ra kết quả như thế này. Đó là cái ứng dụng họ sử dụng cái khối là ít lòng nhau vậy. Đó, họ dòng lòng những này. Đó, lòng này mình giới thiệu rồi đúng không? Rồi thì chạy thử cái ví dụ này nhé. Để làm thử cái ví dụ này, em mở cái này lên, em thấy có ví dụ của cái chừng số 8 cái future, không phải future luôn. Start với invoice nhé, invoice. À nên để đăng lại cái tên khác, đỡ tạo cái tên ứng dụng invoice cho em chạy. Cái này cần, cái cần tạo cái dán chạy không hay là các em tự làm được đúng không? Cần demo không? Nếu em cần demo thì mình dừng lại, mình tạo ra cái dán chị. Còn không cần thì các em tự thực hành. Để tạo demo đi thầy. Dừng lại demo à? Ok. Vậy mình demo một cái đây thôi nhé. Demo cái này, cái game mình xem đi trước nha. Ví dụ, giải thích trước nhé, rồi sớm thì mình viết viết bản ngôn lại giống họ thôi. Thì họ dùng môn lập nè, họ cho mình nhập vào, bữa trước mình dùng cái scanner đúng không? Để mình nhập cái bàn phím người ta nhập vào ấy. Họ sẽ nhập vào gì đây? Nhập vào cái môn lập yes no đúng không? Môn lập này bữa trước mình bày rồi. Ban đầu cho yes này, khi nào có trả lời khác no thì vẫn cứ tiếp tục, khi nào no thì mới dừng lại. Không? Cái cho đó, rồi nếu trong mỗi vòng lập đó mình làm cái gì? Thông báo cho họ nhập cái kiểu khách hàng này, rồi mình quét cái từ người ta nhập vô này, không? Next slide không? Quét cái từ đó là mình gì đây? Tiếp thông báo họ nhập cái tổng số số lượng này, nhập số lượng này, đúng không? Là mình quét cái ký tự đó, đúng không? Đây là quét cái ký tự nhé, còn đây là quét quét cái ký tự họ nhập vào và mình bê thành số thực luôn này. Đây là số thật chứ không phải số nguyên nhé. Số total. Rồi bắt đầu cho discount mình định là 10% gì đó, mình mới bắt đầu. Đây là mình họ có ít lòng nhau này. Nếu khách hàng kiểu R gì đó, mình nếu số lượng nhỏ hơn trăm, mấy cái điều kiện này các em tự sửa được nhé. Để chỉ làm mấy ví dụ minh họ thôi chứ không bắt buộc phải như thế này. Nhỏ hơn trăm thì giảm 10 thì không giảm đúng không? Trên trăm như tới 200 thì giảm 10%, tùy vào chính sách khuyến mãi của em ạ. Trên 250 thì giảm 0,2, còn nếu khách hàng mà kiểu C thì khuyến mãi nhiều hơn xíu nữa. Nhỏ 250 là 0,2. Lớn hơn. Hơn lớn 250 thì 0,3. Nhớ không? Nếu mà không thuộc R cũng không thuộc C gì hết trơn thì mặc định nó là 10%. Em có lần biết rồi. Rồi bắt đầu mới tính tiền giảm giá này bằng cái số lượng, số lượng người ta nhập này nhân với discount mình được với mười, với dùng cái lệnh if out if else mình tính này, yeah. Rồi bắt đầu để format currency, bữa đây cái này là trước mình chỉ rồi đúng không? Get currency in tin với là cái này là format theo đơn vị tiền tệ, get percent in tin là format theo đơn vị phần trăm. Rồi bắt đầu tính ra này discount này, hiển thị ra được discount này, hiển thị cái gì đây? Discount mao vừa mới tính này, discount mao là bằng gì đấy? Số lượng
À, số tiền đúng không? Số tiền này nhân với gì đây? Nhân với số tiền họ mua nhân với cái phần trăm mà nhân giá. Rồi. Tổng tiền sẽ bằng cái sức total là cái số tiền nhập nhập vào số tiền mua trừ cho cái này, trừ cho cái này, cái mình giảm giá này. Đó. Thì in ra tổng tiền này. Nhân giá này, nhân giá bao nhiêu luôn này. Nhân giá bao nhiêu phần trăm, nhân giá bao nhiêu tiền. Đấy. Xong rồi tiếp dẫn rồi không thì quét vô cái biến choi cho nếu mà nó bằng z thì nó chạy tiếp còn đâu thì dừng thôi. Thì đó là lý thuyết. Thế thì server ứng dụng nó làm gì như vậy nhé. Còn bây giờ mình tạo ứng dụng là này như thế nào? Thì mình sẽ tạo cái này là CH08 invoice demo nhé. Cái này có một file rồi, đúng không? Cái tên lớp mình như thế này thôi. Invoice mình copy tên lớp để xin mình viết cho nhanh. Invoice app đúng không? Rồi. Giờ mình sẽ tạo một cái dự án mới này, new này. Java viết an này. Java application này. Next này. Gì đây? Mình demo phải xong một phát là một bạn nào đó làm được rồi này chạy lên lại minh họ để mình xác nhận xem là các em có làm được hay không nhé. Nhưng nhiều khi mình nói nên thao thao bất tuyệt xong rút cuộc các em làm được nha. Sau khi mình demo xong thì một bạn nào đó chạy lên để demo cho mình xem. Rồi. Đặt tên là gì đây? Không tám nha. Giống giống cho dễ nhớ nha. Rồi cái tên tên gói tên lớp mình nhớ là giống bên họ nhé. Được chưa? Tên lớp họ đặt là gì? Invoice app thì mình cũng đặt invoice app cho giống như gì giữa tham khảo này. Được chưa? Tên lớp thôi nhé, còn đuôi Java là file tự tạo nhé, mình chỉ gõ tên lớp thôi. Finish. Được chưa? Nó tạo ra file giống họ. Rồi đoạn code mình giải thích rồi thì lái xuống chạy thôi chứ có gì đâu. Lấy cái ruột command này, không cần copy hết đâu, lấy cái ruột thôi. Lấy ruột họ xử lý logic như thế nào, với trước họ xử lý logic thôi. Này. Thấy cái ruột của mình đúng không? Thì trong quá trình em pass vô nó thiếu thư viện nào thì nó tự hỏi em có inbox không, em chọn Z nữa, inbox luôn cái thư viện đó cho em. Rồi, xong. Lưu lại nhé, nhấn lưu trước rồi mới chạy nhé, chạy thử nhé. Customer là kiểu gì đây, R. Kiểu C đúng không, C nó khuyến mãi nhiều hơn đúng không? C là tối đa tới 30% lần. Hai trăm sáu mươi nghìn đi ngon khuyến mãi tới 30% là 78.000, số tiền mình phải trả là 182.000 vậy thôi. Muốn muốn làm tiếp thì nhập tiếp, còn muốn không muốn làm tiếp thì no chết thì mới chạy tiếp thôi. Dù có tâm mờ kiểu error đi biết không. Cũng 250.000 đây. Bây giờ nó khuyến mãi 20% thôi. Số tiền khuyến mãi 50 còn lại là 200. Thì đó là ví dụ. Ví dụ của họ đã minh họa các em sử dụng việc cái khối ít này lần nhau thôi. Bạn đã chạy được chưa, sau cho mình xem thế này. Một bạn thôi. Và sau đó mình qua cái khối điều kiện nguồn lập nhé. Được không? Có ai chạy được chưa? Thùy Dung có chạy được không em? Dạ chưa mẹ ạ. Chưa được hả? Phi Long chạy được không em? Vẫn chưa thầy ạ. Có tạo được dự án không? Mình quý à, quý chạy được cho em. Chưa này.
mấy phút nữa hả? Mấy phút nữa anh Thư sao rồi? Anh Thư được chưa? Dạ chưa tới thầy. Một bạn sau cái màn hình lên đi, để chưa xong được cứ sau màn hình lên đi, mình vướng bước nào mình chỉ bước đó. Xuân toàn đi mẹ, xuân toàn sau màn hình lên đi, xem màn hình đi. Tao dự án mới chưa? Giờ chưa. Vào cái nút new dự án đi, tạo dự án đi. Cho anh, cho anh dự án chứ không phải là file. Rồi, next. Một tên đó là gì? H08 gì đó. Không không, dừng dừng lại cancel đi em. Mình đang làm theo cái ví dụ khác mà. Không phải cái ví dụ future value đâu, nó là cái gì đấy. Mở cái chương 8 khác đi, nó có hai cái bài chương 8 ấy. Cancel đi, cancel đi. Open. Chương 8 invoice đúng không? Rồi, chúng ta mở chương 8 invoice lên. Em mở mở xuống ra coi tên lớp tên gì đó để mình đặt cho đúng. Invoice, invoice. Rồi, invoice app đúng không? Rồi, bây giờ em new dự án mới đi. New. Tên mình đặt giống như đó luôn rồi thầy. Giống như đó mà chữ demo vô cho nó phân biệt với cái cũ đó. Cho đỡ hai cái trùng tên khó nhận biết. Invoice. Chưa chưa chưa. Thôi sao chào được, cancel đi. Không cần chọn. Em lưu đây, em lưu ở đâu? Dạ em lưu ở đây đi. Rồi, lưu ở đây được. Rồi. Không không không. Lỡ finish rồi. Em có cần đổi tên lớp không? Không đổi tên lớp cũng được, để dạy chạy vẫn được. Còn nếu muốn đổi tên lớp thì rename lại, refactory. Hiểu không? Vậy là ở đâu thế? Em muốn đổi cái tên, đổi tên gói, tên lớp gì đó thì em refactory nó lại, bấm chuột phải lên cái tên gói đó. Không phải, mình cái cây mình dự án bên trái, cây bên trái nó bấm chuột phải lên gói, đổi tên gói trước. Như đây. Refactory đi lên. Đi lên kìa. Đúng không? Đổi tên là gì đây? Thôi đừng đặt tên như vậy, tên lớp mà lập trình là sao được ở tiếng Việt trong đó anh hai. Giờ em đặt tên lớp được mà. Invoice app. Sao lại bắt đầu số 0 nhảy coding convention của Java. Của C cộng cộng sao rồi em, tên lớp là bắt đầu nghe ông rõ thầy nói lắm hả. Học lập trình C cộng cộng cách đăng ký đặt tên như thế nào, tên lớp bắt đầu bằng chữ cái. Tên lớp người ta có sẵn trong cái trước lại gọi là tên họ thôi mà. Cái tên lớp chứ không phải là tên lớp học của mình đâu. Invoice app. Trong dự án họ có đặt tên rồi kia, mình lúc trước đặt cho giống tên họ thôi. Rõ lại cho giống tên của họ thôi, có gì đâu mà. Nhớ là trong cái tên lớp, trong lập trình hướng tượng người ta đặt như thế nào. Cái đầu tiên có mỗi từ bị kho lên. Đúng rồi. Refactory luôn là nó sẽ đổi. Nó tự tên đổi tên gói gói này luôn đúng không? Yeah. Ừ, em muốn đổi cái tên gói thì cũng tương tự như vậy. Như là ở đây đúng không? Ờ, cái chìa khóa nó. Chọn refactory, em muốn đổi tên gói. Cái chìa khóa là nó chọn rename. Gõ lại theo tên họ đặt cái gì cho. Là invoice luôn rồi.
ở cái tên họ đặt sao mình chức là gì vậy? Murat chấm invoice gì đó. Tên gói chứ không phải tên lớp đâu. Nhìn cái tên gói họ đặt cái như thế nào. Murat chấm invoice. Sao đặt tên sụp bắt vậy? Mình đã nằm trong con thư mục sụp bắt rồi mà em nhìn hai coi hai cái bên đó tướng chứ đã nằm trong sụp bắt rồi còn sụp bắt gì nữa. Rồi mình dưới spec họ là có Murat.invoice đúng không? Mình đang là chương 801 gì đó em đổi lại thành Murat.invoice. Tên gói thì khác với tên lớp nha. Tên gói là mọi chữ cái đều viết thường chứ không có viết in nha. Chữ y viết thường chứ không phải chữ y viết in đâu. Dạ chữ y thường đó thôi. Em đang viết in đấy. Hai chữ y đầu của chữ y sao khác nhau ấy. Xóa chữ y thường. Rồi viết thường hết rồi. Rồi, viết vector đi. Không, nó tự đổi theo đúng không? Và trong cái gói ra nó tự đổi cái bucket đúng không? Bucket. Nó tự đổi theo luôn đúng không? Rồi bây giờ trong nội dung nó thì em copy cái logic bên kia cho ba chạy. Mở cái file của người ta lên. File trong cái ví dụ của người ta ấy. Cái file của app của người ta ấy chứ không phải là file của em đâu. Thì thầy hướng dẫn em chỗ mở rồi. Cách đắp vô nó mở ra nó có những vấn đề gì đâu mà em thao tác khó khăn chứ hề. Di chuyển chuột qua bên trái, cây ngã bên trái nhé. Chứ em làm gì mà nó khó khăn dữ hề. Đó, đó. Lên nữa. Lên nữa, cái đó file của em mới tạo mà, cái đó của người ta, đó. Lên nữa. Xuống cái file voice.java rõ ràng đó mà em di chuyển đau khổ dữ vậy. Xuống đó, mở lên. Tích vô, thấy chưa? Copy cái ruột trong hầm main ấy. Chưa 3 năm rồi chưa lập trình xong. Copy một bắt qua. Ruột. Đừng không cần copy hết file đâu, copy nội dung thôi, cần nó thôi file đâu. Nhớ là em nghe bên thải nhỏ quá thầy ơi. Biết sao mà nhỏ mà nói không nghe hả? Dạ bị chập chừng cái thầy em nghe em rõ thế. Nghe chưa? Copy hết toàn bộ nội dung cái trong ruột cái phần trong hàm main á. Copy ruột thôi chứ không copy hàm main đâu. Hàm main có khai báo sẵn rồi, copy ruột thôi, từ chỗ scanner xuống dưới. Làm để cho các em trang nhiệm ra biết thôi. Rồi. Rồi qua bên cái file của mình. Có chữ to do ở đây, bát vô ngay chỗ to do đó. Xóa dòng to do đấy luôn. Không, nãy nó có hỏi yes no gì đó đâu, nó tự inbox cái feature đúng không? Mình đâu cần phải gõ. Rồi chạy lên thật. Rồi chạy thử đúng không thầy? Ừ, thử đây. Rồi nhập dữ liệu vô nó bên dưới cửa sổ output nó có. Đặt con trỏ vô, đặt con trỏ vô mới nhập được. Rồi. RC gì đó. Ok. Rồi nhập số vô. Rồi, enter. Đấy, nó ra đúng không? Giá thành nào cứ tiếp tục như vậy. Thì đấy là cách nhé. Buổi sau các ví dụ khác em làm tương tự vậy nhé. Dạ rồi, cảm ơn thầy. Những bạn khác cũng vậy nhé. Các ví dụ khác em cứ bắt trước em làm tương tự. Em tạo ra dự án mới, em đặt tên gì đó. Bắt trước tên lớp, tên file, tên hàng, tên gói là gì đó. Còn lái nội dung em bỏ qua thôi. Còn chủ yếu là mình trên cái giờ học là mình nói giải thích lý do tại sao họ viết như vậy nhé. Để các em hiểu nội dung. Còn cái phần thực hành thì các em biết cách rồi, các em cứ dạy mà làm theo có 10 bài đi nữa thì cũng theo cách như vậy thôi. Còn một thời gian em tự code, em thay vì copy em ngồi em tự code, tự gõ cho họ thử, gõ quen rồi thì sau này em tự thành thành ý tưởng, tự gõ cái mới của em được, không cần phải gõ cho họ được. Rồi quay lại phần lý thuyết mình nói tiếp nhé.
đấy là cái sử dụng là x, còn lập y thì nó cũng tương tự đó. Y thì biểu thức điều kiện này, giống như bên sin cộng cộng này, giống rồi. Sin cộng cộng. Y thì biểu thức điều kiện. Chừng nào mà cái điều kiện này nó còn đúng thì nó còn thực hiện mấy con lệnh này. Thực hiện xong mấy con lệnh trong nó ruột nãy giờ nó quay lại nó kiểm tra tiếp điều kiện có đúng hay không nữa. Này. Điều kiện đúng hay không nữa thì nó vẫn còn đúng thì nó quả thực hiện lệnh xong nó hết nó quay lại. Này. Tương tự ví dụ đây không? Y bằng một đó y bằng 36 mol 36 đúng không? Y mà nhỏ hơn mol mol đúng không? Nhỏ hơn 36 tháng ấy. Thì tính giá trị hiện tương lai này bằng giá trị tương lai cộng với gì đó số tiền trả hàng tháng đó, là 10 triệu 5 triệu đấy nhân với 1 cộng với lãi suất đúng không rồi ra được giá trị tương lai ở thời điểm tháng thứ y đúng không sau mỗi vòng lập đó mình tăng cái bước y này tăng y cộng cộng này lên nhé y cộng cộng đỡ tăng giá trị y lên chứ nếu mình không tăng lên thì cái vòng lập này là vô hạn vì y bằng 1 miết y là 1 thì luôn luôn nhỏ 36 là vô hạn ấy nó tăng y này lên để lần thứ nhất là tăng lên như đó lần thứ hai y nó tới lần thứ 36 là giá trị của y bằng 36 vẫn còn chạy được không sao lần trong lần 36 đấy tăng lên tới 37 ra hết cái vòng lặp đại từ y thành 37 rồi y thành 37 thì lớn hơn không còn nhỏ hơn mol nữa nó dừng thì nó tính ra giá trị ở tháng thứ 36 đúng không đấy thì nhớ trong dùng lặp ngoài dùng lặp gì đó thì trong ruột nó phải nhớ có cái biểu cái lệnh nào đó để làm thay đổi cái giá trị biểu thức điều kiện đấy chứ mình không làm cho thay đổi giá trị biểu thức điều kiện thì một là nó fail ngay từ đầu nếu điều kiện nó sai ngay từ đầu nó không chạy hai là nếu điều kiện đúng ngay từ đầu là nó lập miết lập vô hạn chương trình mình treo máy luôn á nên còn lập vô hạn là nó làm đơ máy á có khi tắt máy khởi động lại như vậy hoặc là phọt tắt chương trình thì ví dụ còn lập như while true này trong đây viết cái loại như đấy thì biểu thức true là luôn luôn đúng mà nhưng là vòng lặp này chắc chắn là lặp luôn vô điều kiện rồi lặp miết rồi lặp không biết khi nào kết thúc nhưng mà cái biểu thức này cũng vậy nếu mình lỡ vào biểu thức này nó mình không thay đổi giá trị biểu thức này ấy, thì không có lợi nào làm thay đổi giá trị biểu thức này thì nó cũng lặp vô điều kiện lặp hoài nó tương tự như khác cái do while nó tương tự như cái do nhưng mà nó kiểm tra điều kiện sau làm nói gì nói lực thực hiện một đống một lợi nó ít nhất một lần trước đã sau đó thì kiểm tra biểu thức còn đúng thì quay lại làm tiếp sai rồi thì thôi nhưng cái đu với đại đu qua nó khác nhau ở chỗ có đu qua thằng đu nó có ít nhất một lần thực hiện qua có thể không có lần nào thì thông thường đu với đu qua thì nó dùng như nhau cách chắc dùng từ như nhau ít khi người ta viết đu qua rồi viết đu qua thì nó dài phức tạp hơn đu qua bây giờ một lần tương tự nhé thì cái ví dụ demo nãy người ta có minh họa cho các em luôn luôn cái vòng lập y này đúng không lấy giá trị vô để thay đổi giá trị ngoài của này trên chương 8 invoice đúng không chương 8 này, cái ví dụ đã có một cái lệnh xin nữa 39 mình sẽ nói luôn sẽ thánh chủ rồi cái đây là một con đúc còn lập khác nhé trong for nó giống cũng giống như trong sin cộng nó cũng có thức for nhé for là biểu thức nó khởi tạo này rồi tới biểu thức điều kiện này và cái gia tăng biểu thức gia tăng ấy rồi trong cái con ruột của con for đang làm một thực hiện các một lần ví dụ đây mình khởi tạo giá biến y bằng không gì đó thì trong biểu thức đang người ta nói là biểu thức khởi tạo nhé nên nó có thể một lệnh hai lệnh gì đó ba lệnh gì đó ví dụ in y bằng không ri bằng năm m bằng mấy em có biết nhiều biến được chứ không nhất thiết phải một biến nhé còn biểu thức điều kiện gì đây biểu thức điều kiện đây là ở đây trường hợp đơn giản mình dùng ví dụ điều kiện y nhỏ hơn năm gì đó nhưng thực ra chỗ này là biểu thức điều kiện nó là biểu thức thì mình có thể dùng các toán tử và lớn hơn nhỏ hơn các toán tử logic từ nhé ví dụ y chỗ đây mình có nào hai biến y bằng một ri bằng không như thế thì chỗ đây có thể y nhỏ hơn năm và ri nhỏ hơn 10 giữa đường nhé biểu thức chứ không phải là dùng một phép toán như này rồi người ta được dùng nhiều nghĩa là trả về giá trị nghĩa là như cái đoạn đây nó trả về giá trị true false thôi được rồi thì nếu mà cái đoạn biểu thức chỗ này á biểu thức này mà nó trả một giá trị true á nó còn đúng ấy, thì cái ruột này nó còn chạy cái ruột này còn chạy chạy xong rồi thì nó sẽ thực hiện cái biểu thức gia tăng này biểu thức gia tăng như xong chỗ đây mình có thể y cộng cộng gì đó đúng không
mà phải ri cộng cộng gì đó đâu. Nên là y bằng y cộng ri gì đó, em có thể biết biểu thức bất kỳ gì đây. Nhưng không nhất thiết là phải cứ cộng cộng từ trừ gì chỗ này nha. Em biết biểu thức gì đó. Miễn sao biểu thức đó làm thay đổi giá trị của cái thằng biểu thức điều kiện này được. Miễn sao chỗ này làm thay đổi giá trị của thằng biểu thức này là được. Những cái lệnh trong này làm thay đổi giá trị của biểu thức này. Để nó có đi, để nó có đến hồi chừng, chứ còn nó không thay đổi thì chỗ này đúng, nếu nó đúng thì đúng biết thì nó cũng lập vô hạn biết. Cho nên vòng lập for cũng có khả năng lập vô hạn nhé, chứ không phải là for không có khả năng lập vô hạn đâu. Đây. Ở đây trong ví dụ là gì, làm gì? In ra chuỗi đúng không? Chuỗi số đây là chữ này. Chữ từ 0 1 2 3 4 5 nhé. Mỗi lần lập và mã số từ 0 đến 5, mỗi lần họ cộng thêm số đó vô trong cái chữ này và cộng thêm vô cách trống ra thì kết quả được 0, cách trống 1, cách trống 2, cách 3, cách trống 4. Sau vô 4 có cách trống được nhé. Để làm cái ví dụ về lập for. Thì vòng lập for cũng có thể dùng để làm một vô hạn, cũng đang là ví dụ khác dùng for này đúng không? Ví dụ họ cho tổng bằng 0 đúng không? Biểu mình tính tổng từ từ 8 cho tới 2 đúng không? Thì họ cho y bằng 8 này, có tạo không nhất thiết bằng 0 nhé. Ở đây là vòng lập, hồi nãy là lập chạy xuôi, giờ là chạy ngược. Y lớn hơn 0 này. Y trừ bằng 2 đúng không? Đây họ cộng tất cả. Đây là tổng các số chẵn từ 8 về tới 0 đúng không? Sum bằng sum cộng y này. Đúng không? Thì nó sẽ bằng 8 cộng 6 cộng mấy, 8 cộng 6 cộng 4 gì đó. Rồi cộng sao xong. 18 nữa. Cộng 2 nữa là 20 đúng không? 20, kết quả chỗ này ra sum là khoảng 20. Mỗi lần nó trừ hai đơn vị nhé. Lần thứ nhất là nó còn 8, lần thứ hai là y nó xuống còn là 6 chứ không phải y là 7 nhé. Y 6, 6 này cộng 8 cộng 6 luôn. Đây người ta cũng có thể dùng lập for, nãy dùng lập while để tính cái future value đó, còn lập for cũng có thể tính như tương tự y nghĩ gì đó, y cộng cộng gì đó, y hệt. Vòng lập for dưới đây là for vô điều kiện này. Biểu thức điều kiện không có gì hết trơn là luôn luôn đúng nè. Lập for mà đỡ như thế này là lập vô hạn ấy. Không tăng, không giảm, không cái gì hết. Thì trong ruột nó lập vô hạn. Nhưng mà ít ai dùng như thế này đó, dùng như thế này nó tích cực quá. Nên là ít dùng, quên và lý thuyết. Dùng thế này vẫn được, vẫn là vòng lập vô hạn nhé. Còn cái cấu trúc vòng lập for này mình có thể mở hay không mở cái mình nhé. Giả sử như cái trong ruột này mình chỉ có một con lợn thôi thì mình này, đây là một con lợn này đúng không? Nên mà cộng bằng y cộng cách trống nữa. Đây thực ra là chúng nó là cái lệnh in ra nó không 1 2 3 4 gì đó. Nhiều con lợn thì mình phải đóng mở ngạch nhọn này. Đóng mở ngạch nhọn này. Nhớ là những cái nhọn thường người ta đóng mở ngay sau cái con lợn nó ít for gì đó. Đóng đi xuống này. Còn đây chỉ có một cái lệnh nên không cần đóng một cái phần vẫn được. Rồi, giả sử là vòng lập mình có khả năng chạy vô hạn nhưng mà trong khi nó phát sinh ra một cái điều kiện gì đó mình không khai báo ở trong cái điều kiện qua này. Nhưng mà lúc chạy thực tế nó phát sinh ra điều kiện đó mình muốn dừng vòng lập ấy. Mình đang ở thời điểm bất kỳ nào đó mình muốn dừng vòng lập thì mình làm như thế nào? Ví dụ ở đây mình dự tính là mình chạy sinh số random mãi đúng không? Cứ in ra số random đó. Nhưng mà lỡ số random đó là nó trùng với 7. Được không? Lỡ thầy, số. Thầy ơi, thầy chưa xem màn hình thầy. Ủa nãy giờ không xem hả? Dạ không thầy. Xe là nói thật thật mất tiền. Sao đây? Sorry cái đoạn lập true for đó. Có gì các em xem lại slide mấy đoạn này nhé. Đây mình nói vòng lập mà vòng lập đây là if else để mình nói rồi đúng không? Mình có thể dùng lập while này hoặc là vòng đấy. Vòng lập while có thể lập vô điều kiện này. Biểu thức là mình nếu mà trong này không có lệnh nào thay đổi giá trị thằng này thì biểu thức này vẫn true. Thằng này cũng có khả năng vô điều kiện lập vô hạn này. Thằng này cũng là lập vô hạn này. Nhưng mà nhờ mình tăng giá trị nên nó thay đổi biểu thức đánh giá này nên có điều kiện dừng kết thúc. Tương tự do while cũng tương tự nhé, nhưng mà do while thì làm trước rồi mới kiểm tra biểu thức sau nhé. Rồi for nó cũng làm như vậy này. For là biểu thức cái tạo này, biểu thức điều kiện này và gì đây? Biểu thức gia tăng đúng không?
Thì chỗ này có thể cấu tạo nhiều biến cùng lúc được nhé, không biết nếu một này có thể có hai biến y gì đó được. Và cái điều kiện này cũng có thể kết hợp nhiều biến thức rồi nhé, y nhỏ hơn năm và ri phần trăm chia hết cho máy gì đó được nhiều lại giống như thứ một này. Chỗ tăng này cũng có thể nhiều nhé, y cộng cộng ri trừ trừ gì đó cũng được nhé. Miễn là sao là nó thay đổi được cái giá trị của cái biến thức điều kiện này để nó có đợi nó tới khi dừng lại được. Để nó có khi dừng, nhưng không không thay đổi thì nó không có cái nào gì. Cho nên là người ta in ra giá trị từ 1 đến 4, người ta cầm ghép chuỗi lại này. Không 1, 2, 4, 5 là dừng. Tương tự như ông lập đây này, for này, for người ta lập tương tự như vậy. For chấm chấm như này là cũng là lập hòa được nhé, nhưng không, x2 kia là dừng ở đây. Hay dừng y hay biết như này hơi kỳ kỳ. Còn đây là y đang tính tổng số luôn, từ 8, 6, 4, 2 đúng không, 20 đúng không. Đây, trong trường hợp mà mình lập vô hạn nhưng mà mình lỡ nó sinh ra một cái điều kiện nào đó đặc biệt mình sẽ dừng lại. Còn lập mình không biết khi. Còn lập lúc mình tạo là mình không có quyết định dừng, cái định dừng trước, nhưng mà lúc một lúc nào đó đến ý lúc mình thay đổi ý mình muốn dừng ấy, thì mình sẽ làm như thế nào. Thì trong đây mình có là break, mình có thể dừng được con lập while này nhé. Đáng lẽ while true này là lập vô hạn này. Mình cứ lấy random là con số đúng không? Số này sinh ra trong khoảng từ 0 đến 1, mình nhân với 10 thì nó ra được con số từ 1 tới 10 đúng không? Thì lỡ khi nào mà mình muốn số nó bằng 7 thì mình dừng lại. Thì có thể lần thứ nhất nó ra sinh ra số 3, lần thứ hai sinh ra số 10, lần thứ 3, 4 thì sinh ra số 7 gì đó đúng không? Ví dụ trong được trong cái vòng kết quả mà mình chạy thử đây là lần thứ nhất sinh 2, lần thứ hai sinh 5, lần thứ ba sinh 7 này. Nè. Sinh ra số 7 thì nó dừng rồi, yên vào này. Value file và exit lập. Dừng. Nó dừng là kết thúc luôn vòng lập luôn ấy. Mặc dù cái biểu thức đây nó vẫn đúng nhưng mà nó lại đang vào dừng. Biểu thức đây vẫn đúng, không true là luôn luôn đúng mà, đâu có sai đâu, nhưng mà tới đây nó dừng, dừng làm rắc là dừng được vòng lập. Mình muốn ngắt ngắt cái vòng lập gián đoạn thì mình sẽ dùng làm rắc, nhưng mà bất cứ khi nào gặp rắc là toàn bộ cái vòng lập ngoài nó dừng. Nó chạy tiếp cái lệnh, giả sử xong sau vòng lập ngoài này có lệnh khác thì nó chạy tiếp con lệnh sau vòng lập ngoài. Continue, các em học nguồn rắc của continue trong sinh cộng cộng chưa này? Học chưa? Học rồi coi nó lại hay. Học chưa này? Sau đây các em có nghe không? Dạ chưa học thôi. Ủa chưa học đúng hả? Dạ. Cái này lập trình cơ bản mà trong sinh cộng cộng phải có rồi. Rắc continue. Mà lỡ chưa học thì mình nói nha. Chưa học nói tương tự vậy. Hồi nãy là cái vòng lập. Hồi nãy mình dùng vòng lập đa, mình dùng cái lệnh rắc làm thoát của vòng lập. Còn giả sử như bây giờ mình dùng mình không thoát vòng lập mà mình thoát cái lần lập đó thôi. Ví dụ này đâu. Là thử vòng lập for nhé, em có thể xem thử vòng lập while cũng được. Y bằng 0, y nhỏ hơn 5, y cộng cộng đúng không? Gì đấy, 5 lần. Tới 5 lần. Bây giờ cho số random cũng là từ 1 đến 10 đúng không? Cách sinh rồi đúng không? Nếu mà lần lỡ lần đó nó xui nó sinh ra số 7 ấy, thì mình bỏ mình in là invalid gì đó. Invalid mình bỏ qua, mình không in con số ra. Sinh ra số lớn hơn 7 giống mình. Số mà sinh random ra, ví dụ sinh ra số 6, số 8, số 6 là vẫn còn in đúng không? 6 thì vẫn còn chạy tiếp lệnh này là in nè. Nhưng mà nếu mà in ra số 8 hay là số 9 là mình bỏ, mình không in. Mình là invalid continue thôi, chứ mình không in, không cho chạy những cái đoạn lệnh phía sau cái này. Những cái lệnh nào sau phía con sau cái từ continue này nó không in ra nữa. Thì khi cái từ continue nó dùng trong cái vòng lập for hoặc while cũng được nhé. Nói chung là dùng trong vòng lập hoặc do while cũng được. Dùng trong vòng lập khi mà đụng với từ continue đây thì nó bỏ qua những cái lệnh trong vòng lập. Bỏ qua những cái lệnh trong vòng lập thôi chứ không phải bỏ qua nguyên vòng lập nhảy xuống dưới đây đâu nhé. Không nhảy xuống dưới này đâu nha, mà nó bỏ qua những cái đống nào phía sau này không, sau continue rồi, mà sau continue đây chỉ có mỗi lần in lần lại chứ mấy. Giả sử sau continue có 2-3 lần nữa thì nó cũng bỏ qua lần 2-3 lần phía sau luôn, bỏ toàn bộ những cái lần phía sau luôn. Thì continue khác với lại rất là nhảy, rất là thoát luôn một lần, còn continue là bỏ qua những cái lần phía sau đó, nhưng mà nằm những lần này nằm trong một lần, bỏ qua những lần nằm trong một lần và phía sau continue và tiếp tục vào lần này. À, và quay tiếp tục vòng lập, xoay quay phay trở lại từ đầu vòng lập,
continue quay lại từ đầu một lần cho đến khi nào có điều kiện lập kết thúc mà thôi. Ví dụ lần thứ nhất nó in ra đây không đúng không, nó sinh ra được, nó sinh random mà ngẫu nhiên nó xui ra cho con số 9, số 9 lớn hơn 7 cho nên nó gì đây không in, không in này ra mà nó continue là nó quay lại ngay từ ai luôn, quay lại trên pha luôn, nó kiểm tra tiếp, tăng, nó tăng y lên đúng không, nó thực hiện tăng y lên. Lần thứ hai y vẫn còn nhỏ hơn 5, nó sinh random ra được số 0, ồ không thì nhỏ hơn 7 in ra này, không nhỏ hơn 7 thì nó không có vô đoạn đây, không có đoạn continue, nó in ra được random không. Lần thứ ba tương tự nhé, xong rồi y nó tăng lên là y tăng lên là 3 đúng không. Lần thứ ba gì thì đang sinh ra số random, số này số random chứ không phải số thứ có thứ tự đâu nhé, mèo vô tình nó xui nó trùng vậy thôi. Lần thứ ba sinh ra con random là con số 1, số 1 vậy thì số 1 là nhà không lớn hơn 7 đâu, 5 continue nó in ra số 1 rồi tăng lên y lên y. Lần thứ tư, lần thứ tư thì nó sinh ra được con số 2 random mà, sinh ra được con số 2, số 2 thì vẫn là nhỏ hơn 7, không lớn hơn 7 thì nó in ra số 2. Nên lần thứ tư nào đâu, à lần thứ nhất là không, lần thứ y bằng không, lần thứ hai bằng một, lần thứ ba y bằng ba, lần thứ ba là y bằng hai, lần thứ tư là y bằng ba thôi, lần thứ năm là y bằng bốn ấy, y bằng bốn bây giờ nó sinh ra số random ngẫu nhiên, nó sinh ra được số 2. Hai xong rồi, không phải số 2 nữa, này số 2 có rồi, nó random in ra, giả sử như ra con số số 10 đi hay là số 8 đi, là số 8 đi thì 8 lớn hơn 7 thì ra cho đây, nó in ra in con lần này và nó gặp lệnh continue nên nó bỏ qua, nó in ra đây, nó không in ra con số 8, quay lại còn lập tiếp. Mà bây giờ là y bằng 5 rồi, nó tăng y lên y bằng 5 rồi, y bằng 5 thì không thỏa mãn điều kiện con lập thì dừng rồi. Cho nên đây mình minh họa hai cái, một cái là cái continue, continue là bỏ cái lệnh sau con lập, là phía sau của từ khó continue, tất cả những gì phía sau của từ continue này đều bỏ qua hết, quay lại con lập, tăng cho biến đếm lên rồi lập lại con lập tiếp. Còn cái rack là kết thúc luôn, ngừng và lập luôn, cho dù mới làm lập thứ hai thứ ba đấy cũng, chứ giả sử chỗ đây mình rack này, giả sử mình lập mà 10 lần gì đó mà mỗi lần thứ hai thứ ba nó đụng phải điều kiện rack rồi thì nó ngừng luôn, lập nó không có lập tới lần thứ 4 5 gì không, hay là còn lập vô hàng mà mới chạy được 1-2 lần thì nó ra số trúng số đó thì nó ngừng luôn, trúng điều kiện nhập lệnh rack này ngừng luôn. Thì đó là hai cái từ khó hay dùng, đặc biệt rack với lại continue hay dùng trong khối còn lập, riêng cái thằng rack này nó dùng trong khối switch case nữa, mình nhớ lưu ý rồi đó nhé, cái đó là cái anh tự viết mã thực hành nhé, như trong này họ không có demo rồi nói sao, trong này chỉ demo thôi, còn lập không, chương 8 mình gọi lại chương 8 future vào luôn. Future value họ cũng không có dùng rắc. Rồi đi nói tiếng thật. Rồi. Tiếp theo là tới đoạn try catch nhé. Là try catch là dùng để làm gì? Thì trong lúc mình chạy chương trình đó thường xảy ra những cái lỗi ngoại lệ mà mình nhiều khi mình không lường trước được ấy. Nhiều trước mình chạy rồi đúng không? Người ta nhập số là người ta không nhập số, mà làm chữ thì xảy ra gọi là thì lúc đó nó ngừng, nó chết luôn chương trình mình thì sao? Giả sử như mình không cần nhập số rồi đó, mình không có số đó, mình vẫn có chạy tiếp chương trình được. Thì lúc đó mình phải xử lý chứ không để nó chết chương trình. Thì mình sẽ bật cái đoạn mà nó khai sinh ra lỗi đó lại trong cái khối try. Thì nó lỗi nó nằm trong khối try đó, khi xong nó vẫn chạy, nó không ngừng, không dừng chương trình. Còn trong khối kết là mình xử lý những thao tác này, trong giả sử như lỗi xảy ra đó thì mình xét giá trị đi, mình định nó là gì đó, mình không có bê được số thì xét mình không, mình mấy gì đó tùy mình nhé. Chỗ đây xử lý lỗi thì tùy vào cái logic của ứng dụng của mình. Thì lỗi exception thì là cái lỗi là cái tao đối tượng tổng quát nhé, mọi cái ngoại lệ nó đều thuộc là con của exception. Trong exception nó người ta coi là mình một số lớp nữa là runtime exception, là runtime chạy đúng không, phần lớn trên lỗi mà mình gặp ở đây là thường là lỗi runtime exception, bao gồm gì đó, gọi hàm mà sai tham số gì đó, rồi format số không đúng gì đó, rồi có lỗi toán học, lỗi numerator gì đó, lỗi toán học thì có ví dụ lỗi chia cho không rồi gì đó đúng không?
rất nhiều lỗi sinh ra. Ok. Thì trong có trai nó có nhiều khối kép nha. Một có trai có thể nhiều khối kép. Em kết lỗi từ nhỏ tới lớn, chứ em kết lỗi lớn nó trước ấy thì nó sẽ bắt được lỗi lớn, nó xử lý trong cái đoạn trả lỗi lớn thôi, nó bỏ qua cái lỗi nhỏ. Nhưng mà em kết từ nhỏ tới lớn, kết informat trước, kết format number trước thì nó sẽ xử lý ngoài lỗi đây. Nếu giả sử cái ngoài lỗi đó không phải là informat thì nó bắt đầu nó nhảy qua bên ngoài kiểm tra ngoài lỗi khác. Khối kết khác là kết arithmetic thì nó vẫn chạy vào đây. Chứ giả sử ngay từ đầu mà em kết cái session này thì không bao giờ cái khối kết sau mình đỡ kết cái mình có hai khối kết, có đầu là session, có sau là arithmetic thì cái thằng sau này không bao giờ đặt tới vì thằng thằng sau là con thằng đầu mà, cho nên kết trường này là trúng lại rồi, trường này đúng là vô khối nào thực hiện, nó trúng một khối rồi, đúng một khối kết rồi, nó không chạy khối kết khác nữa, trường là sai lần lượt các khối kết thì nó mới chạy tới khối tiếp theo, giống như switch k vậy, đúng cái khối k đầu thì nó không chạy tới k tiếp theo nữa. Thì đó là mình nói về việc xử lý ngoại lệ đúng không? Câu lệnh xử lý ngoại lệ là try này, các câu lệnh có khả năng sinh ra lỗi, get exception class, exception class là một trong số những đống này hay là những cái khác mà co thư thể kế của trong những thằng này. Em có thể tự tạo exception của riêng em, extend từ một trong số những thằng đã được. Thì khi xảy ra lỗi thì thực hiện cái câu lệnh gì đó đúng không? Ví dụ ở đây có một câu lệnh get này, cái ứng dụng nhập giá trị tương lai này, nhập cái giá trị gì đó, nhập giá trị tương lai là năm học trai này, học web từ lai vô học pair double này, pair này có thể họ nhập cái ABC và pair không ra được số thật ấy, thì là có ngoại lệ thì họ in ra gì đây, invalid number và họ chạy luôn, nhưng họ gọi luôn mình continue là bỏ qua cái đoạn tính toán dưới này, chứ mình lấy giá trị sai rồi mình tính vô nó sai hay sao, bây không được số lấy giá trị sai tính vô sai rồi. Bỏ qua không cho chạy, không có tính toán, không in gì nữa mà sẽ cho nó lặp lại, nó họ có thể nhập lại cái giá trị từ đầu nhá. Ví dụ đây là ví dụ chương 8 họ có trình bày cho các em, chương 8 future value á. Thì ở đây có cái mấy cái đoạn mà bữa trước gì đó, hồi nãy mà mình làm gì đây, mấy cái đoạn mà gì đây, mấy đoạn in ra này, in ra hướng dẫn này, rồi quét cái dòng người ta nhập vào này, rồi ba giá trị người ta đưa ra ấy, mấy cái đoạn này nó lặp đi lặp lại nhiều lần, nên là tách cái này ra thành cái hàm, cái lớp riêng là lớp console người ta làm cho cái việc nhập, viết cái hàm cho lớp console này. Đây lớp console này đâu, người ta viết hàm declaring là hiển thị cái dòng đấy đúng không, đây là đi. Còn get string là người ta in ra đúng không, in cái chuỗi cảnh báo ra rồi đó, rồi quét giá trị đưa vào trả về giá trị đó, ba bước lập đi lại đó, người ta cắt thành hàm. Còn get in thì là người ta sẽ get pair thành cái integer luôn. Các em thấy có lần try get không? Try này, integer pair in rồi, đúng không? Pair in là luôn. Get in là pair khi nào mà đúng rồi thôi, pair nào nhập đúng số in rồi thôi. Còn exception thì người ta in ra gì đó, giá trị không hợp lệ đó. À, in mà nhập đúng đúng không? Nhập đúng thì là rắc là dừng. Nhập đúng xuống nguyên rồi thôi. Còn chưa nhập đúng thì các exception cho nó lập miết chừng nào người ta nhập đúng được, quét được đúng một số nguyên rồi thì mình mới dừng. Quét đúng xong. Tương tự quét double nhà này, chúng ta dùng lập while để người ta quét này. Khi nào nó qua nhập, cái nó hiện thông báo ra là nhập một số này, rồi gì đó, lái số đưa vào này, be đưa vào này. Nó trường nào xui, trường nào xuân sẻ hết, be được cái số thật ấy thì mới là một rắc. Rắc để trả số này về. Rắc để nó có số D, cho chữ số D ra rồi mình trả về. Còn nếu mà vẫn còn lỗi xảy ra, người ta không nhập đúng số mà nhập chữ gì đó thì cứ lặp lại vậy. Còn trong cái main này họ viết gì đây? Trong main đây thì họ Trong main họ làm gì đó? Họ yêu cầu nhập gì đấy, nhập
Tiếp đây lên in gì đó, welcome gì đúng không? Xuống hàng đúng không? Nó còn lãi suất gì đó là get double này. Rồi. Số tiền gửi hàng tháng này. Sợ lãi suất này. Rồi chia là ví dụ bữa trước thôi, nhưng mà tao là viết lại cách khác, người ta có xử lý ngoại lệ đâu. Người ta dùng là rắc rồi đó để người ta xử lý còn lập hoài á. Rồi dùng cái log financial đây để người ta tính toán giá trị tương lai. Financial đang người ta xử lý mấy đoạn đúng cái bữa trước á, người ta tính cộng trừ giá trị tương lai đó. Đúng không? Tính lãi suất hàng từ lãi suất năm tính ra lãi suất hàng tháng rồi đấy, người tính dùng lập ra tính. Cái này giống bài bài số 1 rồi. Bài chương 1 đầu tiên đó. Thì chỗ này quan trọng nhất là giới thiệu cho các em khối xử lý trai két này. Trai két và khối lệnh break của continue ở đây, người ta mình nói khối break. Chạy thử nhé. Người dùng khối file này khi nhập đúng giá trị rồi, có giá trị nhập vào rồi bắt đầu dùng cái file này tính nha. Tính nghĩa về tương lai rồi những thị ra giá trị tương lai rồi gì đó. Tiếp thì không tiếp, không tiếp gì ở đây. Chạy thử nhé, giờ chạy thử cái này. Nếu là để lên cái dự án hoặc là cái file tướng trong dự án còn chạy user có luôn. Bây giờ người ta báo là nhập gì đây, nhập giá trị đầu tư hàng tháng. Mình cố tình mình nhập chữ UV thì không phải số đi, nó bắt mình nhập lại này. Không, nó báo này invalid decimal try again này, chính là do cái vòng lập đây này không đúng số thực này, quay lại một lập qua tru chạy tiếp. Đấy. Nhưng mà tới khi nào mình nhập được con số thì thôi, nhập được con số ví dụ 100.000, nhập được con số này đúng, đúng be được con số rồi đó thì nó ngừng một lập qua tru này, nó ngừng một lập này, một lập của hàng này và trả về xuống trăm đấy, trả về cho phần này chạy tiếp này. Này trả về cho thằng này chạy tiếp tới thằng này. Xem mình nó tương tự in nó ra vậy, nếu mình cố tình nhập sai nó bắt mình nhập lại. TV này nhập sai bắt nhập lại này. 1% nhập đúng rồi mới số 50, tương tự số 5 cũng vậy nhé. Vậy thì giá trị trong tương lai nó tính là 20 phần mấy. Ở đoạn này mình hỏi cho các em chủ yếu là cái gì? Cái bằng lọc vô hàng. Bằng lọc vô hàng là bắt thóc thóc bằng lọc. Các em có muốn code cái này không? Có muốn mà code không hay là mình muốn mà code thì mình chỉ cho cách tạo lại dự án, còn không thì mình về cái nhà các em tự thực hành. Sao có đâu? Muốn lập trình thử không? Sao rồi, em có được không? Em tự làm được không? Hay là mình phải hướng dẫn làm từng bước? Dạ thầy hướng dẫn đi thầy. Cố gắng buổi nay được thôi nha. Buổi sau là mình mỗi ba mình chỉ làm một demo thôi, còn lại phần thầy thả cho Kevin về nhà làm nhé. Rồi. Giờ thì mình hướng dẫn tiếp cái bài này nhé, làm nhé, cố gắng theo dõi kỹ. Buổi sau về, sau buổi này mình sẽ post cái video lên trên YouTube, các em theo dõi lại cái video kỹ, buổi sau biết cách thực hành mấy chuyện khác. Cái chương 8 future value đúng không, mở ra để coi thì cái tên gói họ như thế nào này, cái hàm men nó chạy đâu này, coi cái hàm men chạy đâu này, coi tên gói như thế nào, gói UI đúng không, mugat trong UI đúng không, rồi bắt đầu mình tạo dự án cho giống họ này. Nhiều nha, nhiều giảng này nha, nhiều Java biết ra này, Java này. Tiếp theo này gì đây? Đặt tên nha, giống như vợ nhớ này. Thực ra các em đặt tên khác cũng được, tên gì cũng được, miễn là chạy được thôi. Nhưng mà để cho tiện các em về ra làm nguồn tham khảo, mình đã gửi cho các em thì mình sẽ làm giống phò thò để về em tham khảo cho nó dễ. Ví dụ mình đặt là sơ hát 8 gì đâu. Ủa nãy mình có rồi mà, mình có cái future phải lưu demo rồi này, để mình tạo rồi này, mình lỡ rồi thì đừng nhé.
ép demo nhé. Là khá là nhanh. Lỡ có trùng cái này này. Nha, làm thật đẹp vậy đi. Tên gói này. Cái tên lớp 9 và giống họ luôn này, giờ theo dõi nè. Họ đẹp tên lớp 9 là men đó. Chưa? Mình gói tên lớp, để xíu nữa mình khỏi mấy con để tên. Thì nít đúng không? Có men rồi. Em thấy là có một cái lớp tiện ích này, cái lớp mà chuyên quét cái giá trị thực hiện gì đó, cứ in câu thông báo ra này, rồi cái scan cái giá trị đưa vào đúng không, scan giá trị đưa vào này. Rồi be nó pha kiểu số thực gì đó, hay là be kiểu số nguyên, mấy cái đoạn lặp đi lại nó nào viết thành mấy cái hàm này. Get double này, get in này, get string này, rồi hiển thị display gì đó, họ mấy cái lặp đi lại nhiều lắm. Còn biến cái scanner này nhiều hàm dùng đi dùng lại nhé, cái scanner nên họ đặt cái biến này sẽ có tích luôn, những tỉnh của lớp luôn, để dùng đi dùng lại dưới không cần đi lại nhiều lần. Okay. Thì đó họ biết cái lớp này thì mình cũng biết trước họ thôi, mình họ dùng họ làm cái gói gì đây, gói Murat trong UI đúng không, không copy tên đang được, họ copy tên cái này như nhau nhé. Để trước mình chỉ copy chỗ này dở ra đúng không, giờ muốn copy chỗ này làm như nào, ghi tích tên ghi nên copy tên này. Còn giả sử em muốn đặt không đặt đúng họ, đặt tên khoa khác được, nhưng anh bốt vào dùng đúng là được. Như gói này sao vào cách này à, quên gói này trùng rồi mà, gói này có rồi mình đâu cần làm gì nữa. Như gói này chỉ có này, tương tự financy đây là cái bài mà trước đó, bài số 1, 2 cái hàm mà tính giá trị tương lai đó, đưa vào con số hai đơn hàng, con số đầu vào là cái số tiền gửi hàng tháng với lại cái lãi suất năm đúng không, lãi suất vay năm với lại số năm nữa, tính ra để tiền lãi cái năm tôi đi là như vậy rồi, họ viết thành lớp mà còn mấy con phải gọi đi gọi lại. Thế thì mình chưa có cái gói này đúng không, chưa tách cái này được, copy hai bên như nhau, có bên này được, có bên kia được. Nên mình copy cái con này qua đây, mình tạo lại gói này nhiều này. Chưa có hai gói giống họ, có hai gói giống họ nhé. Cách nó tạo như thế nào ra giảng như rồi, từng lớp này có thể em có thể tạo, mình chỉ cách hai cách nhé, canh như là canh tự tạo ra cái lớp, để sau này em muốn tạo lớp mới thì em biết cách tạo, và em chỉ copy phần logic để cho đỡ mới không gõ thôi, nhưng thực ra phần logic em ngồi gõ cũng được, gõ lại từng dòng như này cũng được, nó tốn công mình gõ, mình làm biến mình copy. Thì giờ cách chỉ cách em tạo lớp này một lần tạo đó nhé, còn xíu nữa cái này làm tương tự thì mình không tạo nữa, mình copy cho nhanh nhé. Giờ mình dùng tạo lớp này new, nó nằm trong gói đúng không, nó nằm trong gói Murat Canoter giống họ đúng không, mình tạo trong thì mình phải bấm phải lên gói giống họ đó, gói mình vừa tạo Murat Canoter new này. Cái này là gì, là Java class bình thường thôi đúng không, đó, Java class. Thằng này nó không có extend, không tự kế, không element gì thằng nào hết trơn, nên mình không cần cái super class, không cần interface ra nhé. Nếu mà nó thực kế từ thằng nào thì chỗ đây borrow ra chọn lớp, nhưng đây mình không thực kế nhé, không thực kế từ nào, gõ tên là nó tự hiện ra mấy lớp khác. Ví dụ như mình gõ tên nó ra rất nhiều lớp, nhưng mà ở đây mình không thực kế nhé, không thực kế nào nên mình không cần chọn này, nhưng mà ở đâu có extend đâu đó, không có element interface gì đâu, tương tự interface nhận nhé, nếu mình có thì mình sẽ chọn interface, thì có thể in mình nhiều interface, còn thiết kế thì có một lớp thôi. Rồi như vậy ở đây mình không dùng hàng này, mình chỉ kết thúc ở đây thôi, file sinh được chưa, nó sinh ra mạng nguồn của mình đúng không. Còn ở trong này cái hàm đây là tính đi tính lại nhiều lần rồi thì copy cho nhanh, còn mất công tự gõ nhé, được chưa, hàm tính nhất thì tương lai thôi, mình biết mình biết rồi, bác cho trong main lớp này được chưa. Ngoài ra trong này đây là cách tạo lớp bình thường, nhưng còn em muốn thêm thành biến dữ liệu thành phần gì đó của lớp gì đó thì em cứ new write viết gì public gì đó, xin getter setter đã thì em có được phải nên làm nhé. Yeah. Ở đây trường hợp này họ không có dữ liệu riêng, lớp này chỉ có làm tiện ích là tính dữ liệu tương lai thôi. Tương tự như vậy, cái lớp console này cũng là cái lớp tiện ích nhé, nó cách tạo nó y hệt như cách để quét mấy số yêu cầu, nhập mấy số mà dữ liệu vào những cái thao tác lập đi lại. Thì cái này để cho nhanh mình không cần, mình không làm tạo lớp rồi copy cái ruột nữa, mình copy luôn cái file này
Nắm Ctrl C lên nhé, không bấm chuột phải chuột copy nhé. Hôm qua này mình dán cho luôn. Yeah. Ctrl V hoặc là bấm Bash nhé. Chọn refresh, refresh tên copy nhé. Đỡ lỡ mình có bát vô cái gói khác để nó tự đòi. Vì cái file này nó có tên gói này này. File này nó có tên gói tên này này. Lỡ mình dán vô gói khác, gói này thì nó sẽ tự đổi tên gói theo. Thay vì refresh copy nó sẽ dán đổi thành cái tên là refresh copy về. Nhưng mà trong trường hợp này hơn là mình dán vô trong cùng cái u. Gói gì luôn á. Bát cho luôn. Refresh tên luôn. Nó sẽ tự đổi tên nhưng mà đổi tên trùng với thằng này. Nên nó thành ra như nhau. Được chưa? Nên mình có cái gói console rồi này. Dạ. Yeah. Dạ, yeah, đây mình có cái lớp console là hai lớp tiện ích rồi. Bây giờ coi thử thằng main làm gì mấy chiếc copy logic của họ thôi. Thằng main họ đặt này, họ hiển thị này. Họ dùng mà cái tiện ích nãy họ mình vừa biết này. Welcome to feature đó, rồi hiển thị một dòng trống nữa. Rồi nó tra điều kiện mình Z này. Lúc họ trong lúc họ còn trả lời Z thì thấy mình làm gì đấy. Mình đọc cái thằng dùng cái tiện ích nãy mình viết ra nè. Đặt cái lãi suất đặt số tiền gửi hàng tháng. Đây. Đọc cái lãi suất 5 đúng không? Đọc số 5 rồi mình dùng cái lớp fancy gì đó mình để mình viết copy cái này. Mình tính toán giá trị tương lai rồi mình in giá trị tương lai ra. Rồi hỏi họ có tiếp tục hay không đúng không? Họ tiếp tục không? Nếu họ trả lời tiếp tục yes thì mình quay lại con lập. Quay lại rồi. Còn nếu họ trả lời no thì mình thì bye bye, cảm ơn. Ví dụ như đây đúng không? Trả lời no đúng không? Bye bye. Rồi copy đoạn logic của họ qua nhé, qua cái lớp mình nhé. Copy cách xử lý logic của họ qua. Giờ. Còn cái C hay là bấm được phải copy như nhau nhé. Và cái comment mình thay giai đoạn này xóa luôn đoạn này. Bắt rồi. Khi bắt thì nó thiếu thư viện gì đó, sau đó mình kiếm bớt không mình cần ok nó sẽ bớt như mình được. Tự chèn hai thư viện này. Nhé. Rồi như vậy là mình vừa mới sao chép được xong cái ứng dụng của họ rồi. Thực hành lại theo ứng dụng của họ được nhé. Tiếp lên lớp mai nữa mình. Rồi phải tạo cái tên chương của mình cũng được nhé. Rồi mới kích mức chương. Nhập lãi suất 100.000. Đây là 105. 15. Giá trị tương lai 20 triệu. Z yes, mình tiếp nhé, tiếp 250.000. Lãi suất 12 hay không? 15 năm, giá trị 126 triệu. Đúng không? Rồi, đâu, bye bye. Thấy chưa? Rồi, một bạn chạy lên thử được không? Làm thử được không? Một bạn bất kỳ nhé. Chạy lên được thì tốt, không được thì xong hình lên mình sẽ giải tiếp. Chi tiết cho làm. Ai xung phong này, ai xung phong xong hình này. Rồi sao? Sao bạn bạn nào xong rồi? Được chưa? Có cần thời gian để em ngồi có đâu? Như Quỳnh sao rồi? Như Quỳnh sau màn hình đen được. Bắt đầu được. Chỉ đây chỉ làm tiếp. Em đang tạo ạ. Ừ.
Rồi tạo hai cái gói đi, gói gì đó, calculator nữa đấy. Em tạo cái calculator trước. Copy cái tên đó. Refactory copy cái tên. Bấm chuột phải lên nó, bấm. Đây là chuột đáp cũng được. Rồi bấm chuột phải lên. Bấm chuột phải lên để suốt mà nữa. Trong thư mục suốt á, đừng đừng dùng đó, trong thư mục suốt. Mình nhìn cấp tương ứng á, trong thư mục đó, bấm chuột phải lên chọn new. Package. Đó, nhìn cái icon nó giống giống đúng không? Rồi gõ tên vô. Tiếp, đúng rồi. Rồi copy cái file financial bỏ qua cũng được, còn không người tạo cũng không thiếu được cũng được. Em muốn tạo mới thì cái file đó. Em muốn tự tạo lớp hay là muốn copy thẳng qua luôn? Dạ copy thì làm sao vậy? Copy thì em bấm chuột phải lên cái file đó, chọn copy thôi. Cái file financial gì đó của người ta ấy. Bấm chuột phải lên nó. Đó, bấm chuột phải. Dưới trong ngoài trên, gói mình copy rồi mà. Copy cái file thôi, bấm chuột phải lên nữa. Copy này. Qua bên này. Bấm chuột phải lên cái gói mình ấy. Mua đó kìa, gói tương ứng đó. Pass. Bấm chuột phải ra chọn refactory copy, ok. Refactory. Thấy chưa? Nó tự sổ cho mình. Tự nhiên file đúng không? Tương tự file game dài. Còn không thì em muốn thử tạo lớp mới thì em tạo lớp mới rồi copy nội dung bỏ qua thử cũng được. Hai cách như nhau. Còn cái file console nữa nha. Rồi copy cái nội dung của cái phần main thôi. Tích vô, mở lên, mở lên. Bấm đúp cho nó mở đúng file nha, bấm đúp vô cho nó mở. Cứ đúp lên. Đó, nó cho mở rồi, copy nội dung hàm main đó. Nội dung thôi, đừng copy ha, trong ruột. Như cái đoạn display luôn được. Rồi. Xuống tới đó nha. Anh em dư một cái dấu ngặt. Có bao nhiêu dấu ngặt rồi. Rồi chạy thử đi. Hình như em đang để con trỏ lên cái file của họ chứ không phải file của em ấy. Em đang chạy dự án của họ chứ không phải file của em. Bấm nút stop dưới đây, giờ dừng lại đi. Nút stop á, đó, nút đỏ đỏ đó, đúng rồi. Rồi mở lại cái file của em đi chứ đừng chạy file của họ. Đúng không? Là được phải phải em không? Em đây. Rồi chạy lên đi. Lên đi. Rồi nhập giá trị thử đi. Là được rồi đúng không? Báo ví dụ khác làm tương tự như vậy nhé. Lấy nội dung của họ ra. Đây là mình trong lúc mình dạy mình nói chứ cho nó nhanh, chứ còn về nhà thì các em xem lại video và các em tự ngồi gõ thì mình có nhé, tự nghiên cứu lại thì mình có coi thử họ biết như vậy đọc có nghĩa là gì, tự có thì tự sửa vài cái còn có thì coi thử như thế nào. Thậm chí trong bài tập cuối mỗi trường nó có bài tập, nó cái mở cái bài tập nó lên em làm thử nha, kết thúc mỗi trường luôn có bài tập cho cái dự án ban đầu mở lên viết thử theo yêu cầu của họ thử. Thấy không? Thấy bài tập của mỗi chương không? Bài tập này nó chỉ cho mình cái đường dẫn tên dự án ở đâu này, mở lên này, rồi bắt đầu sửa đoạn nào này, đúng không? Thay giá trị gì đó, thay giá trị rồi chạy như thế nào, kiểm tra lại. Nhập giá trị, nhập chữ R, chữ C, chữ T đó thì coi thử kết quả như thế nào, đúng không? Xem một hình lại đi thầy. Rồi, xem một hình lại đi thầy. À, mất xe đã vào rồi. Em thấy bài tập cuối mỗi chương không? Ví dụ chương 8 có hai bài tập này. Nó chỉ cho em là mở bài tập chương 8 với slide 01 invoice gì đó đúng không? Thế thì cái tập nó nằm đây này. Mở lên này. Đây là bút áp đúng không? Lên trên đây xí là qua phần exercise này. Start này. Mở cái gì? Chương 8 exercise 01 bút áp.
Y chữ tăng sinh một sao có một invoice đúng không? Đây này, mở bài tập lên. Đó. Giờ tự thực hành để coi cho biết. Còn không em tạo mới dự án luôn được. Ở đây cho sẵn cái khung của em rồi, yêu cầu viết một vài đoạn thôi. Mở cái invoice app lên gì đây này. Này gì đấy nữa. Sửa đoạn if else statement này với quyết tâm mở tay là error này. Đúng không? Đổi cái điều kiện total là lớn hơn bằng 500 250 đô và nhỏ hơn 500 đô đúng không? Và biểu em sửa điều kiện ở này. Đóng hết đi. Sửa điều kiện này. Đúng không? Sửa điều kiện if else này. Đúng không? Họ nói này. Họ sửa gì đây? Modify if else này. Tire với cái số tiền mà lớn hơn 250 và nhỏ hơn 500 thì cho họ chiết khấu 25% này. Chiết khấu 25%. Giảm giá 25%. Hôm nay chưa có 25% là 0.25 đúng không? Chưa có đoạn đó nhé, em tự thêm một cái đoạn nhé, tự sửa đoạn này sao đó với cái tay là R đây. Thì if gì đó sub total lớn hơn 250 và nhỏ hơn 500 hay là đúng không? L if gì đó thêm một đoạn vô. Thì discount bằng 25 phần 0.25 đúng không? Đọc cái đoạn, đọc cái đề của họ nhé và là các em làm tiếp nhé. Rồi kiểm tra thử cái đoạn mã nguồn có chạy đúng hay không, bắt đầu nhấn nút run chạy lên thử gõ chữ R này. Rồi nhập số vô thử có ra được đúng có bản như vậy hay không. Đúng không? Đoạn đây họ nếu mà nói là làm cách này thêm một điều kiện khác này. Tài là R này. Để giảm chiết khấu tới 40% này, nếu mà lớn hơn mua nhiều hơn 500 đô thì giảm mất tới 40% này. Đúng không? Có những cái đoạn ví dụ họ yêu cầu á thì em mở bài tập lên yêu cầu em xem và em làm tiếp nhé, thực hành cho nó quen nhé. Được chưa? Biết cách làm tập rồi đúng không? Phải chỉ mình mở ra bài nào thì mở bài đó lên rồi mình yêu cầu nào gì mình làm theo đó, mình chạy thử ra được kết quả như họ hay không. Được chưa? Đấy là các em. Rồi và tự làm bài tập nha, nhớ bài tập đấy. Thôi thầy chỉ lại chỗ mở bài tập đó thôi. Đây mở này, ví dụ chương 8 luôn, mình đóng cái này nhé. Close này, mở này. Cái bình thường là em mới nằm giữa máy dự án mà em thực hành trong lúc mình học online là mình nằm trong book app này, đúng không? Còn cái bài tập nó nằm ở trên đây, lên một cấp qua bên exercise start ấy, start ấy. Không. Rồi họ nói tên bài nào thì mình mở tên bài đó, ví dụ chương 8 exercise invoice thì mở chương 8 exercise invoice. Đúng không? Được chưa? Thầy giỏi kịp không? Dạ được thầy. Rồi, về nhà tự thực hành nha, tự làm nha, làm bài tập cho biết nha. Chứ không làm là không nhớ. Rồi bây giờ mình qua cái chạy cat action nó rồi đúng không? Ứng dụng feature value mình chạy thử rồi đúng không? User interface mã nguồn này, mã nguồn thì nãy cũng giới thiệu cho các em rồi. Từng lớp thôi. Xong, giờ mình qua tiếp bài tiếp theo nhé, bài số 9 nhé. Các bạn hôm nay đi không kịp 3 bài rồi, hôm nay chỉ đi được 2 bài thôi. Bài số 9 mình làm tới cái how to work with string nhé, làm việc với string nhé. Rồi tạm thời đóng cái bài số 8 này mình cho nó ít bớt. Thank you.
Chương 9 nào, nhưng nó chỉ có một bài số 9 thôi. Chương 9 thì là một à, hai bài luôn hả? Name base value với là future value. Thì chương 9 là chủ yếu là chúng ta xử lý chuỗi. Chương 9 là future value thì vẫn là future value. Cái con soi vẫn là nhập như nãy, nhập dữ liệu vào. Nhưng mà chủ yếu là cái đầu ra in ra cho đây. Y hệt chương 9 này, y hệt đâu có khác gì đâu này. À chết rồi. Em phải cái này. Mở bút áp chứ phải. Đây là bài tập cho các em rồi nhé. Bút áp nằm đây. Chương 9 nó chỉ có một cái gì đây. Rest listener đây. Thì cái này họ sẽ đánh chuỗi này. Trong này chủ yếu là minh họa cho các em người sẽ đánh chuỗi này. Nhập cái sản phẩm vào. Okay. Cái product db đây này họ sẽ nhập này. Tùy các em nhập cái mã sản phẩm vào, nó làm nếu mà cái mã là Java thì nó sẽ in ra, nó tạo cái product. Nó set cái division là Java, nó set giá đó. Còn cái mã nó là CP thì set cái giá đó. Thì cái đoạn này là cái đoạn sau đánh chuỗi này. Chuỗi còn không dùng dấu bằng để ra sống nhé, mà ngoài dùng cái là in qua là nếu bằng tuyệt đối in là in for thường là thường thôi, tới từng chữ cái luôn. In qua in for k là nó sẽ làm nó là chữ ho với chữ thường, nó không phân biệt với chữ ho, nó cũng sẽ đánh bằng với bằng với chữ thường. Thì tùy vào với cái mấy cái lớp tiền bánh đa nãy mình biết rồi đúng không, tùy vào cái mã người ta nhập vào thì nó sẽ xử lý như vậy, người ta sẽ tạo ra cái sản phẩm. Ok. Rồi là sản phẩm rồi, còn mấy lúc in ra đây là người ta dùng cái string builder này. String builder là xin nữa mình sẽ giới thiệu nhé. Để người ta in, người ta canh chỉnh cho nó bằng đều đồng bằng này. Ví dụ nhé. Java. Mình mua hai biển nhé. Mua những khác nữa không? Mua biển CSP. Z để mình tìm. CSP. Rồi mình nhập hai biển luôn. Đâu no, không được, mình mua hai biển thôi, phải đầu in giá ra này. Cảm thấy nó cái in canh đúng không? Cái cột trong hàng, thực ra chỗ đây in nó canh, nó lai bằng cách nó chèn nó con trắng vô này. Chính là cái đoạn này. Chính là cái đoạn này, nó chèn con trắng này, bát đinh này. Không? Còn string to tiêu là nó có viết hàm bát này. Giả sử như nội dung nó không đủ số ký tự đó thì nó sẽ chèn thêm con trống, nhưng là đủ số ký tự đó thôi. Nên thành ra nó canh, nó luôn luôn đúng số cột trong dòng như này. Đúng thẳng bao nhiêu cái từ này nghe hàng thằng nói đúng không, hay là in đoạn sản như trước thôi. Thì cái nội dung chương trình này mình hỏi mình việc xử lý chuỗi như vậy. Rồi thì đó là cái kết quả cần mình sẽ có được như vậy nhé. Còn các em có thể tự để chỉ cách các em tự tạo giá rồi đúng không, tự tạo lại giá đó, các em copy nên hệ và các em viết lại từng lớp này, các em chạy ra được kết quả tương tự như vậy. Còn bây giờ mình sẽ thích sơ qua mã nguồn xong rồi, giờ mình sẽ giải thích lý thuyết một số cái dùng trong cái dự án này nhé. Chương số 9. Chương 9 mình làm việc với chuỗi đây. Làm việc với chuỗi nhé. Thì làm việc chuỗi có hai lớp, thứ nhất là lớp string, thứ hai là lớp string builder. String builder thì cho phép mình lại chớ biến cái chuỗi linh hoạt hơn giống như nãy mình dùng. Rồi sau đó mình tổng hợp lại mình demo trong ứng dụng Word Listener vừa mới trình bày với các em. Thì đây là làm việc với chuỗi trong Java thì người ta dùng lớp string, không phải là kiểu cha như sao như trong sinh cộng, không có lớp cha sao như trong sinh cộng nha. Là mình sẽ kiểu string. Mà string đây là không phải là đối tượng không phải là đối tượng cơ bản nữa đâu. String là em thấy tên lớp rồi này, nó là lớp rồi này, mấy cái từ khóa in double rồi gì đó là nó không có tên lớp nhé, nó là dữ liệu nguyên thủy. Còn bắt đầu string là bắt đầu dùng tới cái tên lớp thuộc về gói Java này, lớp bắt đầu chỉ cái in này, nó là lớp rồi, cho nên không có dùng so sánh bằng được là lớn hơn bằng nhỏ hơn bằng được nữa nhé, mà gọi thông qua hình thức của nó rồi chứ không có dùng mấy tổng tử gì được nữa. Ví dụ đây khai báo chuỗi xuyên này, đây là cách khai báo chuỗi, vừa khai báo vừa khởi tạo luôn nhé. Product call này người ta lỏng đúng không,
là title gì đó bạn vừa khai báo khai tạo giá trị nó là Java Programming, hoặc là khai báo khai tạo bằng một cái giá trị khác trên đăng cái title mà mình có thể bằng một đứng khác được, hoặc là bằng một hành khác được. Hành thì mình thấy chữ final phía trước đúng không, trước mình học chữ final rồi đúng không, hướng từ final rồi. Rồi đây là mình ghép hai chuỗi này. Trong các chuỗi thì mình thực hiện rất đơn giản, mình dùng lúc phép cộng mình cộng được hai chuỗi này với nhau. Chứ ngày xưa trong do trong C cộng, trong C C cộng cộng á, trong C á, mình ghép chuỗi thì mình dùng lệnh gì? Ghép hai cái chuỗi lại sau lại với nhau thì dùng lệnh gì? Nhớ không? Lệnh gì nhớ không? An quên rồi ơi, rồi mới học xong xong môn lập trình cơ bản qua cái môn này rồi. Ok, lệnh gì chuẩn này, xin công cộng dùng lệnh gì để ghép chuỗi? Chuẩn nhớ không? Thì đâu có kêu rồi. Dũng, Dũng nó sẽ gồng dùng lệnh gì để ghép chuỗi anh? Xin công cộng. Dũng có đó không? Không nghe được Dũng ơi. Rồi Minh Lanh. Minh Lanh dùng cái gì để ghép chuỗi anh? Xin công cộng. Dạ em không nhớ thầy ơi. Trời ơi, học xong trả thì kiểu với thầy rồi, tội thầy thầy nào dạy môn lập trình C cộng cộng hay thầy nào dạy, tội tội thầy chết nha, học vừa mới học xong trả cho thầy rồi, thầy buồn chết đấy. Trong C cộng cộng là dùng lệnh concat để ghép với chuỗi sau vô với chuỗi trước đúng không? Trong C giống không, trong C á, còn trong Java thì nó đơn giản hơn, muốn ghép chuỗi thì nhấn cộng lại thôi, chữ hai cộng với nên là muốn ghép một cái gì đó, ví dụ chữ music bằng chữ chữ name cộng với chữ title gì đó thì mình cứ nói là name cộng title giống như cộng tóm tử bình thường thôi, xử lý chuỗi đơn trong C nó trong Java nó đơn giản hơn như vậy đó. Ví dụ số 53 á này, em nhớ có đây có chọn đoạn ép kiểu không, từng mình là bữa trước học kiểu dữ liệu đúng không, music gì đó year cộng cái đấy thì nó số đây kết quả nó ra là year 2.3 nhé. Tại vì đây sao ở đây có thực hiện các toán cộng với một cái toán với lại hai cái toán nào mà hai cái thằng này nó khác kiểu dữ liệu nhau ấy thì nó sẽ ép kiểu nhé, ép kiểu không tương minh nhé, thằng nào biểu diễn được thằng kia ấy thì ép kiểu thằng ép kiểu vào thằng thằng nào. Ví dụ 5 đây, kiểu in không biểu diễn được kiểu string nhưng mà kiểu string biểu diễn được kiểu in đúng không, đó, muốn biểu diễn số 3 thì mình viết chữ chữ 3 thôi đúng không? Cho nên trong trường hợp này ép kiểu vào thằng nào mà biểu diễn được thằng kia rồi nó mới thực hiện tính toán. Thế thì chỗ này nó ép kiểu ép con số 3 thành chữ 3 đúng không? Chữ 3 biểu diễn được số 3 đúng không, thành chữ 3 nó cộng như chỗ này chuỗi là mình lại chia 2.3 hay chưa. Cho nên nhớ cộng chuỗi trong Java có thể cộng được một ký tự bất kỳ với chuỗi được nhé, một cái chữ dữ liệu bất kỳ với chuỗi được mà sẽ ép kiểu vào chuỗi. Còn đó là làm sao để chèn vô này, chèn đơn giản cộng số vui hơn đúng không, string mình name gì đó đúng không, name bằng name cộng thêm gì đó con trống gì ở đây là bóp cái trống này, rồi name bằng name cộng thêm snick vô nữa là bóp cái trống, rồi cộng thêm snick là chèn đơn giản, không có dùng lệnh concat rồi phức tạp như C cộng cộng đâu, như C đâu. Đây là cách phổ biến để mình cộng vô cuối này, thay vì cái name bằng name cộng giá trị đó thì mình viết ngắn gọn lại, bữa trước cái toán tử là mình học là cộng bằng đúng không, name cộng bằng thì nó thành cũng là name bóp như cái trống này, rồi nem cộng bằng snick thì nó cũng thành bóp chắc trống snick này, thay vì viết bằng nem không phải đúng không, nó là xử lý chuỗi. Một số câu lệnh trong C cộng cộng này hai cái chuỗi không so sánh với nhau được nhé, ví dụ so sánh như này là sai này, Rust code bằng Java là so sánh sai, không có toán tử này, tại vì Rust code là kiểu string là kiểu đối tượng chứ không phải là kiểu toán tử. So sánh bằng là chỉ sử dụng khi nào nó sử dụng khi mà hai cái chuỗi string đó nó trỏ với cùng một địa chỉ, ví dụ chuỗi string khai báo string A bằng R rồi đấy
mình khác, mình cáo là string b bằng string a thì lúc đó b bằng a thì b có bằng bằng a thì mới trả vào true nhé. Chứ còn hai chuỗi giá sẽ như mình khai báo chuỗi chuỗi a gì đó là bằng Java string b bằng Java, mặc dù hai cái chuỗi a b nó trước cùng nội dung là Java nhưng mà mình nói đỡ tương tự a bằng bằng b mình so sánh thử thì ra khác nhau là gì, mình chọn tính a trở một vùng nhớ khác, chẳng qua mình nhớ lưu trữ Java thôi, b trở tới vùng nhớ khác, b nó lưu trữ nhớ cho nhưng lưu trữ Java thôi. Nếu so sánh chuỗi không được dùng pháp bằng bằng ở trong lắc nó so sánh địa chỉ chứ nó ngoài so sánh chuỗi không đối tượng, trong đối tượng mà để so sánh bằng bằng là so sánh địa chỉ chứ không phải so sánh giá trị đâu. Trong trường hợp muốn so sánh giá trị thì em dùng in qua em muốn eq này, eq này, eq là trong trường hợp mà giá chứ không phân biệt chuỗi hoa chữ thường nhé. Còn muốn mà phân biệt chữ eq là nó phân biệt có chữ hoa chữ thường ấy. Còn muốn không phân biệt chữ hoa chữ thường ấy, chữ hoa cũng coi như là bằng chữ thường ấy, thì mình dùng in nó hay chứ sao nhé. Ngoài ra có một số cái từ mình kiểm tra nó có bằng chữ rỗng không thì có eq với hai dấu hai nháy, hai cặp dấu hai nháy còn được, hoặc là mình dùng emt được Java 6 trở lên dùng emt nó cũng biết là cái chuỗi đó có rỗng hơn, không có cái từ nào rỗng hoặc không có cái từ nào, hoặc là muốn kiểm tra một chuỗi bắt đầu với cái từ nào kết thúc với cái từ với chuỗi nào hay không thì mình dùng start with em biết được nhé. Số lần phổ biến nó ví dụ như này thì rất co nó bằng Java thì in ra nó test rồi gì đó hiệu quả này, hay là gì đây nó đây là tương đương với cái sánh chuỗi rỗng này, hai dấu hai nháy thôi. Cái tương đương với thằng này này, thì anh tay nó ra với thằng này. Rồi là sao sử dụng với là start với đây này, kiểm tra thử nếu cái chuỗi đó có bắt đầu với Java hay không, đúng không? Hay là chuỗi đó có bắt đầu kết thúc với programming không? Thì đối diện nếu cái tự là Java programming thì nó sẽ okay, đúng. Ngoài ra trong cái xử lý chuỗi nó còn nhiều hàm khác nữa thì các anh tra tài liệu tham khảo thêm nhé. Trước mình có chỉ cái link tài liệu tham khảo đúng không? Slide cuối cùng nó cũng có cái link để các anh tra tài liệu tham khảo. Slide cuối một chương. Những hàm khác hàm len là trả về độ dài của chuỗi này, index string này. Index string là trả về cái gì? Tìm vị trí của một chuỗi khác trong chuỗi này nó tương tự với sim cộng. Index gọt này, bắt đầu. Tức là cũng là tìm cái vị trí của một chuỗi khác nhưng mà tôi có vị trí bắt đầu tìm từ vị trí gì đó chứ không phải là tìm từ đầu. Rồi last index còn tương tự như bên sim cộng này đúng không, là xuất hiện cuối cùng của cái từ này trong cái từ gian. Last index còn tìm bắt đầu từ vị trí nó là tìm từ vị trí đó đi đúng không. Rồi check s, check s là trả về ký tự, ví dụ chữ Java đó mình muốn tìm ký tự ở cái vị trí thứ hai là gì đúng không, thì cái từ cái thứ vị trí thứ hai là chỉ từ vị trí thứ nhất là gì, C thôi. Cái từ vị trí thứ không nhé, thứ không đấy mình theo cái nào không, cái từ vị trí thứ không là gì, là C này, vị trí thứ một là A này, vị trí thứ hai là V này đúng không, thì chắc F2 thì nó sẽ là thứ V. Ví dụ nhé, có con này len của cái này là 4, 1, 2, 3, 4 tính len mình được không nhé. Thì đến bộ là index của cái trống nhé, cái trống là lần máy này 0, 1, 2, 3, 4, 5 phần trống đầu tiên là vị trí thứ 6 đúng không, yeah. Index 2 là từ index cái vị trí con trống này từ vị trí index 1 cộng 1, tức là nó không tính từ đây nữa, nó tính từ đây đến từ đây đi mày. Ra nhiều không tính từ 6 nữa mà tính vị trí 7, 8, 9, vị trí là vị trí 10, con trống thứ 2 là vị trí 10. Tương tự này này, last index con trống đây là vị trí đó, là từ 10 đúng không? Là phía trước ta mình đây đây, last index của cái con trống này đúng rồi, chỗ này là vị trí thứ 10. Last index của gì đấy, con trống từ vị trí cho tới vị trí index trừ một, index một trừ một này, nó đấy này là tính, nó tính tính từ vị trí của thằng này từ từ đây vừa luôn này, thì nó ra được chỗ đây là số sáu.
tương tự nhé, get index của một cái chuỗi nhé, index chỉ qua là mấy, 0, 1, 2, 3, 4, 5, chữ ba bắt đầu từ chữ V là chữ số 7 đúng không? Nên chỗ đây là phải, nhưng mà nhớ là nó phải có chứa đủ đoạn này thì mới trả vào nhé. Giả sử nó chứa chữ chỗ này chỉ có V A không thì mà tìm chữ lá index của van thì nó cũng không ra được số 7 trong những cái xóa trừ 1 ấy mà không tìm thấy. Rồi vị trí cái từ thứ nhân thứ không là M, cái từ thứ 1 là ai đó thì mình nói đấy là hàm xử lý chữ. Một số cái đoạn xử lý chuỗi nữa nè, trim, trim là cắt trống hai con trắng ở phía đầu, ví dụ chữ Z này có đỡ hai con trắng đầu nè, trim phát là nó cắt luôn hai cái trắng đầu nhưng nó còn lại chữ hay không nè. String ở vị trí nào là lấy từ chữ con từ vị trí đó, thì ví dụ string 1 chỗ này đó, string 1 thì lấy từ chữ A này, lấy chữ A thôi chứ không có chữ M, lấy từ chữ A rồi xong. Substring mà thêm start index và index nữa này, lấy từ vị trí bắt đầu với vị trí kết thúc, nhưng mà không bao gồm vị trí kết thúc nhé, bắt đầu từ vị index nha, không bao gồm cái vị trí kết thúc này. Một số ví dụ đúng không, cái tên này index của vị trí cách trống này đúng không, 0 1 2 cho với 2 đúng không, nói first name là từ vị trí 0 cho đến vị trí thứ 2 nhưng mà không bao gồm vị trí thứ 2 nhé, là 0 1 vị trí thứ 2 bỏ ra này là ra địa chỉ lên này. Rồi last name là gì đấy, substring từ vị trí nãy là cái kia trả vào 2 đúng không, vị trí thứ 2 cộng 1 không có để e index cho nên nó lấy tới hết cuối chuỗi luôn, 2 cộng 1 là vị trí 3 này, 0, 1, 2, 3, 3 bắt đầu là chữ K này, nó cho hết chữ này. Được chưa? Cảm ơn. Một số ví dụ khác đây là xử lý gì đây? Xử lý cái số CC number đúng không? Số credit card, số thẻ tín dụng á, người ta tách ra thành nhóm là dễ đọc đấy. Đúng không? Người ta lấy phần, sorry, copy lại chữ Y, lấy là phần 1 nhé, số 1. Phần phần thứ nhất là bốn ký tự đúng không, phần thứ hai là đá từ 4 tới 8 đúng không, phần thứ ba là cứ mùng tách ra một chút bốn ký tự không, 8 tới 12, 12 tới 16 đúng không, rồi người ta ghép lại này, ghép lại số card number này nó sẽ ra được cái số gì đó, 1 này bắt đầu này cộng với cái dấu cách trống gạch ngang này cộng với thay cộng gạch ngang này thì ra được con số, số thẻ tín dụng nó ra được số gần đây, ra được số như này ngon, đã làm ghép. Còn bây giờ muốn remove cái này là sao thì có mấy cái lệnh remove này, có y là không gì đó không, thực ra nó có lệnh remove luôn nhưng không cần biết như này, nếu mà mình gì đấy cái tem mình gì đó nếu mà đụng với chữ cái từ đây đúng không, không không phải là cái từ gạch ngang thì cứ đã chèn cộng dồn cái thằng này tem cộng dồn chạy từ đây tới kết thúc này lên là kết thúc của độ dài chữ này, từ đây đến kết thúc chữ đúng cái từ đây thì không chèn, còn gần còn lại nó chèn rồi một hồi nó sẽ chèn lại lần xuống là như nào như một okay. Một số thao tác mình sẽ lấy chuỗi rồi gì nữa, thì cái string này chỉ có một số thao tác như vậy thôi, cái string builder này nó lại một số thao tác mạnh hơn cho mình để mình chế biến chuỗi rồi xử lý chuỗi rồi nhiều hoa khác mạnh hơn. Cái string không sửa được nhé, mấy cái đoạn string đang này toàn mình lắp lên cái giá trị mới này bằng cái giá trị cũ đúng không, cái nãy mình không có gọi không có đồ là chèn đúng không, mình lấy giá trị string này bằng cái thằng này cầm lại này xếp lại giá trị nó này chứ không có cái hàm nào mà chèn trực tiếp cho thằng này đúng không. Không có hàm nào gọi là thay đổi thông tin này, mình phải tính xong mình xét lại cái chuyện đánh giá thì chắc là tạo ra đối tượng mới xét lại cho em cái tham chiếu này chứ không phải là thay đổi thông tin này, thì nó là immutable là như vậy, string nó không sửa được, chỉ có nói giá trị mới gắn lại cho nó thôi chứ không có sửa, ví dụ string chấm gì đó insert không
không có cái lệnh nào đâu, nãy giờ mà trong string không có lệnh string chấm insert này, insert vị trí số 4 cái từ này được, không có, nhưng giống như si cần cầm, không giống như si cần, không có chèn như này được nhé, không có giống như si chèn được. Trong Java này string là immutable, là không sửa được, không có mất cái lệnh sửa được cái gì, chỉ có tạo ra cái từ mới rồi gắn lại như đó thôi. Thì để mà hỗ trợ việc sửa được ấy thì nó sẽ cấp cho mình cái lock khác, nó khác sửa được thay vì dùng string. Đó là lock khác, là cái lock string reader này cho phép mình sửa được nội dung. Thì cái cấu cú pháp nó tạo ra cái string reader là như string này. Ngoài ra có thể dùng cái capacity, có thể truyền capacity hoặc là truyền cái string khác cho nó. String reader không thì nó tạo một cái string reader với lại cái khoảng chứa, khả năng chứa nó là 16 ký tự. Không truyền gì hết thì nó là mặc định nó chứa tối đa 16 ký tự. Còn nếu mà truyền cái capacity vô thì nó đúng bằng cái số capacity mình đặt cả ra ngoài. Còn nếu mà mình truyền cái chuỗi khác vô thì nó sẽ tạo ra bằng số lượng, bằng cái số chuỗi á, bằng cái số chuỗi này này, bằng cái độ dài chuỗi á, tạo ra cái bộ đệm buffer có độ dài bằng độ dài chuỗi đó, nó cộng thêm 16 cái từ nữa nhé, cộng thêm 16 cái từ để dự phòng thêm bớt gì đó. Hồi nãy là mình xử lý dùng chuỗi thì mình phải cộng cộng rồi mình ghép rồi mình gán lại đúng không? Còn bây giờ mình dùng string builder thì mình không cần cộng cộng ghép nữa, là mình chèn thẳng trực tiếp vô string builder. Này, cc number này là string builder này, có một số hàm này. Append data là nó chèn vô, đúng không? Nó chèn những cái dữ liệu nguyên thủy thôi nhé. Vào cuối chuỗi này. Cuối chuỗi của nó. Capacity là trả về cái số lượng cái từ nó có chứa này, độ dài lại chứa. Capacity nó khác với số với cái len nhé, cái len có đôi khi nó ngắn hơn đấy. Cái len thì nó sẽ dừng đó cái từ sực không, nó coi như kết thúc chuỗi, mặc dù cái buffer mình là chứa tới 16 byte nhưng mà cái byte số 2 mình đã đánh nó là có cái từ sực không rồi, thì cái độ dài nó cái chuỗi chỉ có 2, còn capacity nó có 16. Ví dụ đây mình tạo string builder cho chuỗi string number đúng không, là new string builder mình định nó cấp 16 này. Mình chèn vô 4 thằng này. Chèn vô 4 thằng này, nó chèn ra là 4 thằng. Nó thành là 04012 đó. Mình chèn tiếp 4 chỉ số tiếp theo nữa thành là 888 mấy vậy đó. Khi mình chèn vô là tự động tính nó tự động tăng cái buffer lên cho tăng cái capacity để đủ chứa cái chuỗi này nha. Mình đã ban tiếp cho 88 á, chèn tiếp rồi mình ra được cái chuỗi thật dài sao. Sau cùng á, mình muốn in cái chuỗi này ra, vì cái này không phải string nhé, string builder chưa phải là string nhé, muốn lấy cái chuỗi này ra ấy, thì mình phải gọi hàm toString nó, hay là gọi SR nó này. toString nó sẽ in sang phần string, toString như phía sau rồi đúng không? Đây, toString nó đã là string. Trước khi nói đó mình nói cái vụ buffer, vụ capacity xíu nhé. Đây, mình khởi tạo một cái string buffer này, nếu mình mặc định thì 16, mình muốn ngắn hơn thì mình 8 thôi. Đấy. Cho khả năng chứa nó 8 ký tự thôi. Capacity này bằng name.capacity đúng không, là nó trả về 8 này. Nhưng mà nếu mình chèn gì ra nữa, chèn Ramon Thomas thì nó đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 17 cái tự, mình chèn 17 cái tự, thằng này nó có khả năng chỉ có 8, không đủ chứa 17 cái tự, thì trong khi mình gọi append như vậy, nó tự động tăng cái buffer lên, nó tự động tăng cái capacity lên 17 cái tự luôn. Không phải là 17 cái, không phải là 17 cái tự đâu. Tăng lên đã đủ chứa 17 cái tự cộng với buffer sau. Này, mình append nó tự động tăng lên này, thì khi đó mình gọi cái gì đó, name.len thì nó trả vào đúng 17 cái tự, vì nó chứa 17 cái tự này thôi. Hiện tại nó diễn. Còn phần buffer sau nó khác, nó không tính. Còn capacity bằng name.capacity này nó gì đây? Nãy là 17 đúng không? Capacity 2 là 18 à? 18. À, mỗi lần. Chú ý đoạn này nhé, mình có thể cho em vài câu test logic mình bạn. Mỗi lần tăng nó tăng gấp đôi lên và nó cộng thêm 2. Nhé.
Mỗi lần tăng này tăng lên gấp đôi và cộng thêm 2. Cho đến khi nào đủ sức chứa cái chuỗi này thôi. Chú ý cái đoạn này nha. Aben nha, cái lệnh Aben ấy. Với mỗi lệnh Aben này nó sẽ tăng cái độ, nó tăng, nó tự động tăng cái capacity của cái string buffer lên. Cấp số nhân ấy, lũy thừa của 2 ấy. Tăng đến khi nào đủ sức chứa này. 8 nó tăng lên là nó nhân 2 lên đấy. Đang là 8 nhân 2 lên là 10. Nhân 2 lên là 16. 16 cộng với 2 nữa. Nhớ cái đơn vị công thức nó tự tính nha. Cộng 2 nó đã chứa cái được sự không với sao ấy. Nó tăng lên là bình thường mới tạo ra 8 này. Giờ mình chèn thêm 17 ký tự thì nó bắt đầu nó nhân lên, nhân đôi thì nó lên cộng 2 là như 8 nhân 2 là 16. 16 cộng 2 18, 18 đủ chứa được 17 ký tự chưa? Đủ rồi đó, thằng này 17 cái từ đủ chứa được rồi, nó không nhân nữa, không tăng nữa. Đấy. Không tăng nữa. Chứ giả sử như mà cho ra mình thêm hai chữ cái vô đây nữa đi. Hay là giả sử ra mình thêm chữ v 3 chữ v nữa đi. Nó là 20 cái từ. 20 cái từ thì 8 mà nhân 2 lên là không đủ chỗ chứa. Đúng không? 16 chưa đủ chưa, nhân 2 lên tiếp nữa là 32. Đúng không? 32 cộng với 2 là 36. 36 thì dư sức chứa được 20 cái tự rồi thì nó dùng, nó không tăng lên nữa. Nhưng chú ý chỗ đó có logic test nó biết được nhé. Rồi chúng ta mấy cái lệnh khác nữa với cái string này, có insert này. Insert là đã chèn vào vị trí bất kỳ này. Hồi nãy cái string thì mình không chèn được đâu, mình phải cái tạo chuỗi mới, mình ghép, mình cộng lại rồi gì đó, mình gắn lại chứ mình không chèn được đâu. Còn string buffer mình không chèn được vị trí bất kỳ này. Replay được này. Thiếu chữ R nhé, sao được nha. Thay thế ở vị trí nào tới vị trí nào này, bằng cái chữ gì này. Rồi xóa từ vị trí nào tới vị trí nào này. Rồi xóa ký tự ở vị trí nào được này. Nó tự thay đổi chủ đó luôn nhé, chứ không, nó có tạo ra chủ mới đâu. Nó thiết lập cái từ ở vị trí nào thành chữ gì này, lấy cái từ vị trí nào substring, rồi lấy từ nhỏ này giống string rồi substring từ vị trí nào thành vị trí nào, to string là in thành chủ string. Một số ví dụ này, cái cc number nãy là mình chèn bốn số này ra đúng không, lại ra một chuỗi 16 số như này. Mình bắt đầu mình chèn cái ký tự giống như đồ này, thay vì mình cầm ghép chuỗi mình chèn này. Insert từ vị trí thứ tư một cái từ gạch ngang, insert từ vị trí số 9 một cái từ gạch ngang nữa, insert vị trí 14 một cái từ ngang nữa, thì nó ra được cái chuỗi này. Bản thân cái name nó tự động thay đổi thành giá trị này chứ không phải tạo ra đối tượng mới. CC number, bản thân CC number nó tạo thành 042 gạch ngang 88 gạch ngang 88 gạch ngang 11, bản thân giá trị nó tự thay đổi rồi. Tương tự có thể dùng cái từ dùng vùng lập đúng không, như qua cc number chấm len này vùng lập và mình xóa cái từ ở vị trí nào mà có dấu có giá trị bằng cái này này. Đấy, khi nào đụng tới cái từ ở vị trí đây thì mình delete cái từ vị trí đó và mình trừ xuống một cái nhé. Trừ xuống để nó lui lại vị trí chứ không thằng sau nó số anh đó thì thằng sau nó mới dồn lên, mà nếu mình không trừ thì mình bỏ qua mất cái thằng sau, mình phải trừ xuống để dự tiếp thằng sau. Rồi mình lấy ra từng bát mà yên từ 4 đến 8 gì đấy, trả lại giá trị giống như ban đầu. Đây là cái ứng dụng Line Listener. Trong ứng dụng này có cái đoạn nguyên lý, cái đoạn cơ bản cho đây là dùng cái string buffer để họ định dạng đây này, canh cho đủ số cái từ này. Họ viết cái hàm path này. Path là đưa mỗi chuỗi bất kỳ vào với độ dài bao nhiêu đó. Thì nếu mà cái chuỗi đó mà nhỏ hơn cái độ dài này á, nhỏ hơn cái số con trống mình dành cho nó, số vị trí mình dành cho nó ấy,
thì mình đã để cái stream buffer này. Ban đầu là mình chèn hết tất cả những cái từ ở trong cái string này vào trong cái stream buffer. Đó, stream buffer append này. Nào, quên. Khởi tạo cái stream buffer là bằng cái chuỗi ban đầu này. Vì chuỗi nhỏ hơn len này, đúng không? Mình khởi tạo bằng chuỗi đầu. Rồi bắt đầu từ vị trí len tới vị trí gì đó, tới vị trí kết thúc này. Cho tới hết cái số slot mà người ta dành cho mình ấy. Thì mình bắt đầu mình chèn thêm những cái từ trống vô để ra đủ cover đủ số slot đó, chữ nó canh ra đều. Chèn vô này. Rồi sau cùng là mình trả vào string này. Đó là trong trường hợp mà độ dài của cái chuỗi đó nó ngắn hơn cái số cái từ người ta quy định nha. Thì mình sẽ chèn thêm cho đủ số cái từ. Nhưng mà trường hợp nó dài hơn thì mình cắt ngắn ra. Cắt ra từ 0 tới len thôi. Còn dư ra mình cắt mà không có thầy. Thì đó là cái hàm batching, xử lý cái batching chuỗi như vậy. Thì tương tự như chỗ đây. Đây. Rồi, họ có cái string ưu tiên họ batching này. Còn trong console đây là cái lớp mới cái lớp mà nhập số gì đó nãy mình vào rồi đâu. Thì trong comment họ viết này, nhập vô nhà xong chỉ có cái đoạn hiển thị là hiển thị ra này. Cái đoạn hiển thị ra là người ta sẽ dùng batching này. Lick bằng gì đó, lick. String buffer. Có viết là bao nhiêu? Có viết là cái cột thứ nhất là 10, cột thứ hai là 4, cột thứ ba là 10, đúng rồi, 10 chữ số, 10 chữ đúng không? 10 cái từ đúng không? Thì là bát lên đây, bát cái gì đây? Co này, bát cái điểm sinh này, bát cái rai này. Thì ra là co 10 cái từ này, điểm sinh mấy chục cái từ này, rai 10 cái từ này, đúng không? Tương tự làm gì đây? Xử lý chuỗi tiếp này. Cái main này, xử lý chuỗi tiếp này. Xong cái dòng tiêu đề là họ chèn cái từ xuống hàng nhé, là nó tự động xuống hàng này. Rồi list append nữa này. Họ chèn cái từ gạch gạch ngang này. 10 cái từ này, chèn cái từ đây này. 10 cái mấy cái từ này, chèn cái từ đây này. Thì nó ra cái dòng thứ hai đây. Gạch ngang này, mấy cái từ gạch ngang này, gạch ngang này. Nó trình bày không? Rồi tiếp tục nó vượt qua cái danh sách mà sản phẩm người ta dùng người ta nhập vào á. Đây, người ta nhập vào cái này. Bây giờ người ta nhập vào này. Với mỗi lần người ta nhập một cái hỏi người ta nhập một cái mã sản phẩm vô ấy thì mình dùng cái database đây mình tùy vào cái mã người ta nhập vào á mình dùng đây là so sánh chuỗi đúng không? Ok này. Với mã này thì mình tự ta làm file dữ liệu thôi nhé, chứ bữa sau mình làm database mình móc ra chứ mà không có biết code như thế này. Mã Java thì thảo project như thế này, set code rồi set điều hình như này. Mã JP thì set như thế này. Mỗi lần người ta nhập như vậy thì mình tạo ra một cái sản phẩm như vậy. Bây giờ tạo một cái sản phẩm. Tạo sản phẩm như vậy xong có sản phẩm rồi thì mình làm gì đây? Chèn vô chuỗi này để mình trình bày này, chèn vô chuỗi này để mình trình bày thông tin sản phẩm đây này, Java gì đó đúng không? Chèn vô hết đây chứ mình điền ra sau. Chèn vô này, chèn như đây. Chèn cái address get code đúng không? Lấy mã sản phẩm này. Nếu nó không đủ số cái từ đây thì nó sẽ bắt nó canh cho đủ số cái từ đây. Tương tự điểm sinh nếu không đủ thì nó đủ dư hay là thiếu gì đó thì nó cũng canh lại cho đúng từng số cái từ này thôi. Tương tự giá vậy nó một mắt ra thì nó dư thiếu gì nó cũng canh lại đúng số cái từ thôi. Sau mỗi sản phẩm giờ nó in xuống một cái số nhân. Rồi nếu mình tiếp tục chọn Z để mình nhập sản phẩm tiếp theo thì nó lại dồn cái chuỗi vô thì nó là cộng vô trong cái xử lý thêm append vô trong cái string buffer này. Sau cùng nó cái string buffer mình nó dài nó chứa hết tất cả sản phẩm luôn. Khi người ta hỏi người ta không nhập nữa thì ngừng lại thì chỉ cần in ra thôi. In ra cái list này thôi. In cái string buffer thôi. Thì in string buffer này nó tự động gọi mà trước mình gọi. Trước mình học có cách rồi đúng không? Trong có cách nó có luôn có cái hàm to string đó. Nếu mà khi mình in ra thì nó sẽ lấy cái hàm to string đó nó in ra kết quả. Thì to string buffer nó đã in ra toàn bộ dữ liệu của mình chế biến in ra toàn bộ đó. Ra được cái này. Thằng này hàng thằng đó này rồi. Nó cách sử dụng string để mình xử lý chuỗi. Được chưa? Giờ chạy thử cái này nhé. Chắc là mình làm rất nhanh để các anh chạy thử tạo lại nhé. Còn các anh về các anh xem video các anh tự tạo nhé. Mình làm nhanh chứ không chờ các anh làm nữa nhé. Vì rất mất thời gian ấy. Mình tự tạo thử cái này nhé.
cái tên lớp chính đó là gì đây? Man đúng không? Murat trong UI đúng không? Mình tạo dự án có tên là gì đây? Chương chính Murat Mister đúng không? Này, tiếp này. Nick đúng không? Rồi. Tên nó là gì đây? Rác cho người. Cái lớp chính nó là Hotman đúng không? Rồi. Phoenix. Dạ. Rồi. Mấy cái gói này mình sẽ tạo cũng được, không tạo mình copy qua cũng được. Được chưa? Và thẳng luôn nhanh nhanh. Mấy này thì đầy rồi. Và thẳng luôn nhanh nhanh, không sụp cách này. Đó này nhé, bấm nếu các em muốn copy nguyên một gói thì các em bấm Ctrl C hay copy này cũng được nhé, nó tương đương nhau. Qua này bấm Ctrl V hoặc là bấm chuột phải paste này tương đương nhau, là dán nguyên một gói đấy, nó move file vào luôn ấy. Rồi gì nữa, mấy cái này tương tự nhé, cái console với lại string này nó copy cho nhanh. Giải thích lý do mà nguồn nó rồi, mình không cần ngồi cần copy, sorry không phải copy, copy phần này nhé. Copy này và này mình bán này directory luôn nhé, còn đừng nhớ nhớ directory luôn. Ok xong, cái rủ đang xử lý đoạn logic của nó gì đó thì mình nói nó biết mình được không, họ ra mình chạy thiếu inbox gì thì mình inbox nó vô. Rồi rồi chạy lan nhé, nhập Java có tên sản phẩm không? Yes. CSV tên sản phẩm không? Thôi hai tiếng thôi, dừng lại in ra nghe thằng nói đúng không? Dạ yeah. Thì đó là cái mình hỏi mình xử lý string, mình xử lý chuỗi. Thì các em nhớ cho mình xử lý chuỗi nó có hai cái, là cái string với lại cái string buffer thôi đó thôi. Còn thực hành thì về nhà các em làm lại cái này nhé. Ngồi có chứ đừng copy như mình nha. Ngồi gói lại từng dòng lần cái này, mấy cái này. Tự tạo lớp, tự tạo gói, tự tạo lớp như vậy. Tự gói lại cái đó. Rồi ngồi đó trong này cũng họ cũng có chương trình phòng có hai cái bài tập này. Nha. Hai bài tập đây, yêu cầu các em mở chương trình assign member cell đó rồi làm theo yêu cầu. Ra được kết quả như họ này. Dạ, yeah. Ra được kết quả như họ này. 9.2 cũng vậy. À, đó chương trình exercise 2 future value gì đấy. Cam sửa lại theo yêu cầu của họ nhé và ra được kết quả như thế này là được. Rồi, có thắc mắc gì nữa không? Được không? Về tự thực hành lại và làm bài tập được không? Đúng không? Dạ được thầy. Rồi nhớ làm nhé, tuần này chắc thứ bảy mình cũng sẽ bằng công tác tiếp đấy, cho nên mình sẽ dời lịch học qua tuần sau tiếp nhé, thứ hai là thứ tư tuần sau vậy đó. Chắc là lớp tròn lại một buổi nào đó rồi nhắn trên team đó, nhắn team cho mình. Nha. Sao em? Dạ, kiểm tra giữa kia ấy. À, chắc là hôm nay em kia đâu, đó nó tháng giờ 32 rồi, để sau đi. Thứ hai tuần sau đi này, thứ hai, thứ tư. Không học buổi nào thì kiểm tra buổi đó. Rồi nhé. Nhớ về thực hành trước, chuẩn bị cho mình mấy cái đoạn bài tập mà người ta làm ấy, với lại coi trước, chạy trước cái chương số 10 luôn. Rồi sau nó lướt qua chạy nhanh. Các em chú ý mấy cái đoạn liên quan tới xử lý string rồi mấy cái đoạn logic gì đó, wrap rồi gì đó, continue rồi đấy. Mấy cái đoạn đó rất dễ track được 7 để làm trách nhiệm đó nha. Trách nhiệm đây làm 7 chúng nó 7 mấy chỗ đó lắm. Mình lên tên mình nắm kỹ là chạy sai lắm. Nhớ chú ý mấy cái đó để làm về sau làm kiểm tra trách nhiệm nhé. Rồi, hôm nay chắc mình dừng ở đây rồi. Bye bye các em ạ.
Cho em hỏi là thi giữa kỳ là mình ôn phần máy đó thầy. Mình học bao nhiêu tới đâu thì mình thi tới đó, mình từ chương 1 cho tới chương chương 9. Là, thầy mình thi trắc nghiệm, mình có thi code không thầy? Trắc nghiệm sẽ có code chứ, mình lập trình mà sao không có được. Trắc nghiệm là trắc nghiệm code đấy. Có một vài số câu là lý thuyết nhưng mà cũng sẽ có những câu code đấy. Mình cho một đoạn code như vậy chạy thử ra đáp án là nó ra A, B, C, D đó. Em chọn đáp án. Ý là mình sẽ không có đúng thầy. Sao em? Ý là tự mình code ra bài luôn á. Không, em có thể ở nhà em tự thực hành gì đó cho quen, cho biết cũng được. Còn chủ yếu là em phải tư duy logic, đúng không? Em đọc đoạn code đó là biết kết quả chạy ra được cái gì. Đã à. Chọn là đúng. Chứ còn không bắt em phải ngồi gõ rồi thử rồi kiểm chứng lại đâu. Em tư duy ra đúng em. Lúc đó là trách nhiệm là phản ứng nhanh mà. Nó nằm trong đầu rồi. Mình các suy nghĩ mình nó hình thành trong đầu rồi. Chứ mình đọc qua đoạn code là mình lập tức nhận định là kết quả sẽ là A, kết quả là B, kết quả là C, mình chọn các bác trách nhiệm này liền. Chứ còn đợi em ngồi gõ trách nhiệm gõ chạy thử rồi test từ run rồi từ lúc này hết thời gian đó là trách nhiệm chưa kịp. Nha. Rồi ok. Rồi bài thơ hôm nay có ba các em nhé, hôm nay tạm dừng ở đây nhé. Rồi cảm ơn các em. Dạ tạm biệt thầy. Chào các em.